Đông đông một chút em sẽ like tặng nha, em sẽ like tặng nha. Có ai thích hại, có ai thích tặng không ạ? À? Có ai thích tặng quà không ạ? À? Có ai thích quà tặng quà không mọi người ơi? Một em túi nhá, một em túi sách nhá. Một em túi sách nhá. Có ai thích tặng quà không? Một em túi sách nhá. Đây. Một em túi sách nhá. Có ai thích tặng không ạ? À? Có ai thích tặng quà không? Đông đông một chút em sẽ like nha. Nile à? Nile, đồ của Nile hình như là chị ship rồi ấy. À Nile chưa ship nhá, thế thì hôm qua đặt thêm thì chị chưa ship rồi. Hôm nay chọn đi chị gửi kèm nhá Nile nhá. Chào Heli Fan. Heli Fan nhận được đồ chưa? Hình như hôm nay ship kêu là nhận được đồ rồi sao á? Gửi đồ rồi sao ấy? Nhận được đồ chưa nhỉ? Chào Thanh Nguyệt nha, chào Vân Đá, chào Coco. Đây, hôm nay sẽ tặng túi này nhá. Tặng túi cho mọi người nhá, tặng túi cho mọi người nhá. Hôm nay tặng túi cho mọi người nhá. Mọi người chia sẻ cho em nhá, em sẽ tặng túi nhá. Có ai thích em túi này không? Có ai thích em túi này không? Xinh cực. Xinh cực. Cái túi này em có ảnh rồi nhá, đeo cực kỳ xinh luôn. Khổ, cứ mong đồ cuối cùng nhận được rồi nhá. Kiểu cuối tuần nên là bên bưu cục nó không ship cho em ấy, thì mất chậm mất 2 ngày ấy. Đó nên nó hơi lâu. Đó. Mua hàng thì em cứ yên tâm là đẹp nhá, đã rẻ rồi lại còn đẹp. Đông đông một chút em sẽ sale tặng mọi người nhá. Đông đông một chút em sẽ sale tặng mọi người nhá. Cái túi này em mới về thêm hàng này, hôm trước lấy về được một ít thì khách nhặt hết luôn thì không còn. Hôm nay em sẽ sale lại cái túi này nhá. Túi mới về cực xinh. Ok Nine nhá. Nine có một bộ màu xanh thôi. Vậy mấy cái hàng tặng son gì đó ấy. Son hay mỹ phẩm gì đó chị vẫn lưu nhá. Đây đông đông một chút em sẽ sale tặng nhá. Mọi người cố gắng chia sẻ cho em đi. Đông đông một chút em sẽ sale tặng cái túi này xinh cực. Cái túi này xinh cực kỳ luôn. Này. Xinh cực. Ai thích em này không? Ai thích em này không? Em sale tặng giá cực kỳ rẻ luôn. Ai thích em này em sale tặng giá cực kỳ rẻ luôn. 35k một em nhá. Có ai thích không? Em sẽ tặng với áp dụng với ai chia sẻ livestream nhé. Áp dụng với ai chia sẻ livestream nhé. Chia sẻ like nhiều nhất nhé. Chia sẻ like nhiều nhất em sẽ bán giá này với em sẽ bán túi này với giá 35k. Có bộ ngủ nhá. Có bộ ngủ nhá. Hôm nay về cực kỳ nhiều bộ ngủ nhá. Đây. Lái vừa mới like xong bộ lụa nhá. Lụa nhá, cực kỳ đẹp luôn. Lụa cực kỳ đẹp luôn. Đó, bộ lụa xịn cực kỳ luôn. Đó, ai chia sẻ em sẽ tặng nhá. Ai chia sẻ em sẽ tặng nhá. Em sẽ tặng một túi với giá, em sẽ tặng một túi này đầu like nhá. Với giá 35k nhá. 35k nhá. 35k nhá mọi người ơi, 35k nhá. Ai thích túi này comment nhá, túi 35k nhá, túi 35k nhá. Túi 35k kèm số điện thoại nhá, tặng 35k kèm số điện thoại nhá. Tặng túi 35k kèm số điện thoại nhá. Bộ này 120k nhá, lụa xịn. Lụa xịn, tớ có mặc rồi đấy. 120k nhá, lụa xịn. Lụa chất cực kỳ đẹp luôn. Ai muốn tặng túi comment tặng túi 35k nhá. Tặng túi 35k nhá. Tặng 35, tặng túi 35k kèm số điện thoại. Cực kỳ xinh, cực kỳ đẹp. Đông đông một chút em sẽ sale tặng cho mọi người nhá. Xinh cực. Đông đông một chút em sẽ sale tặng cho mọi người nhá. Tặng túi 35k nhá. Ai thích em này comment tặng cho em nhá. Tặng cho em nhá. Tặng túi 35k kèm số điện thoại nhá. Tặng túi 35k kèm số điện thoại nhá. Túi này xinh này. Tặng túi 35k kèm số điện thoại nha. Túi này cực kỳ dễ đeo luôn. Tặng túi 35k kèm số điện thoại ạ. À. Ai thích em này không? Em này đi đâu cũng dễ luôn. Thực ra cái dáng này đi thể dục thể thao, đi chơi bời đeo cực kỳ dễ luôn. Tại vì nó tiện. Nó tiện. Cái này thì không hợp với kiểu mà ăn mặc váy rồi, không hợp với kiểu váy nhưng mà hợp với rất kiểu cá tính ăn mặc kiểu nghịch kịch một chút. Cái túi này đi đâu nó cũng tiện, để đồ các thứ rất là nhiều. Cái túi này to để đồ rất là nhiều luôn. Ai muốn tặng túi comment tặng túi 35k nhá. Lên đông đông một chút em siêu tặng nhá. Lên đông đông một chút em siêu tặng. Này em like mà hơi mạng hơi kém nên là mọi người thoát hết ra ấy. Này em like mạng hơi kém nên mọi người thoát hết ra. Chút nữa em tặng quà tiếp nhá. Chút nữa em sẽ xả áo phông tặng 0 đồng nhá. Chút nữa em sẽ xả áo phông tặng 0 đồng nhé. Chút nữa em sẽ xả áo phông tặng 0 đồng cho mọi người. Thanh lý nốt hàng hè. Thanh lý nốt đống hàng hè.
chút nữa em tặng áo phông nhá. Hôm nay tặng rất là nhiều luôn. Đây là hàng về một đống mà em còn chưa kịp làm, vẫn còn đang vứt đây này. Vẫn còn đang vứt đây chưa kịp làm hàng luôn á. Chả có thời gian. Đơn còn chưa kịp làm. Có mỗi một mình em à. Ai lấy túi này các mình tặng túi 35k nhá. Tặng túi 35k kèm số điện thoại nhá. Tặng túi 35k kèm số điện thoại nhá. Em sẽ tặng cho một chị nhá. Em sẽ tặng cho một chị nhá. Tặng cho ai chia sẻ nhiều nhất nào. Tặng cho ai chia sẻ nhiều nhất nào. Ai đã chia sẻ các mình đã chia sẻ nhá. Ai đã chia sẻ các mình đã chia sẻ nhá. Ai đã chia sẻ các mình đã chia sẻ để được tặng đồ nhá. Hôm nay em về quá trời đồ luôn, hôm nay về quá trời nhiều luôn. Nhà bây giờ không có chỗ để nữa rồi. Nhà không có chỗ để nữa rồi mọi người ạ. Nhà không có chỗ để nữa rồi. Em sẽ tặng cái túi này đầu tiên nhá. Em sẽ tặng cái túi này đầu tiên cho ai chia sẻ. Ôi trời ơi, mới được có 14 lượt chia sẻ thôi. Hôm nay không ai chịu chia sẻ cho em à. Hôm nay không ai chịu chia sẻ cho em à. Mọi người cố gắng chia sẻ cho em đi. Nên đông đông một chút em like. Nên đông đông một chút em tặng nào. 35k mà cực kỳ rẻ luôn á. Em nhập vào bằng giá em bán cho mọi người đấy. Em nhập nó đã vào 59 em bán cho mọi người là 65 này. 65 hay là 60 gì đó ấy. Mà em lấy em sale một nửa luôn. Em sale rẻ một nửa luôn. Mọi người cố gắng chia sẻ cho em đi. Mới được lấy 20 mấy người mà bây giờ mới được có 18 lượt chia sẻ. Ít quá mọi người ơi. Tặng túi 35k nhá. Mới được có 19 lượt chia sẻ thôi. Em sẽ tặng cho một chị nhá. Em sẽ tặng cho một chị nhá. Em sẽ tặng cho một chị Sama chia sẻ rồi này. Sama chia sẻ nào. Tặng cho một chị nào chia sẻ rồi này. Tặng này mọi người cực kỳ ít chia sẻ luôn. Thật sự luôn. Càng ngày mọi người càng ít chia sẻ. Không hiểu vì sao. Không hiểu vì sao mọi người tặng này cực kỳ ít chia sẻ luôn. Tặng túi cho BB Nguyễn nhá. Em sẽ tặng cái túi này cho BB Nguyễn ạ. BB Nguyễn ở đây không ạ? 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 BB Nguyễn có ở đây không ạ? BB Nguyễn có ở đây không ạ? BB Nguyễn nick ảo à? Để em xem. Anh ơi vào nick của BB Nguyễn kiểm tra cho em xem nào. Đang comment trên xem là chia sẻ chưa? Comment cho em BB Nguyễn chia sẻ chưa? Kiểm tra hộ em đi, BB Nguyễn chia sẻ chưa? Chia sẻ chưa? Thích ảo à? Thích ảo à? Thích ảo à? Chị... em không... Chị BB Nguyễn ơi, chị phải comment bằng nick thật cơ. Em mới tặng túi được ạ. Tại vì thứ nhất nhá, em nói qua một lần nha mọi người ơi. Thứ nhất là em không bán hàng cho nick ảo được. Tại vì rất là khó nhận hàng luôn. Thứ nhất em không biết liên lạc với mọi người kiểu gì đây nhá. Em có một cái đơn đây. Em có một cái đơn khách như thế này nữa. Cực kỳ dối trá luôn. Em tặng túi này cho Bi nhá. BB Nguyễn nhá. BB Nguyễn một túi nhá. Em tặng cho BB Nguyễn nhá. BB Nguyễn ok cho em nhá. BB Nguyễn ok cho em nhá. Em tiếp tục tặng túi tiếp nhá. Mọi người chia sẻ cho em đi đây. Mi Hoàng nhá. Khách gọi cực kỳ nhiều lần. Đây, khách gọi cực kỳ nhiều lần. Thế là em nhắn tin em hỏi là chị ơi chị không nhận hàng hộ em ạ. Chị ấy bảo là không thấy ai gọi điện. Đó. Nhưng mà em gọi đến bưu cục thì người ta gọi rất là nhiều lần. Người ta gọi rất là nhiều lần. Người ta bảo là chị ấy không nhận hàng chứ không phải là không gọi điện cho chị đấy. Đó, còn dối trá thế nữa cơ. Em thực sự rất là bực mình về những cái loại người như vậy luôn. Mà đơn hàng nó có nhiều gì đâu, có 400 thôi, có hơn 400.000 thôi. Và trong khi đó em đã giảm ship cho chị đấy rồi, giảm ship rồi chứ không phải không giảm ship đâu. Cực kỳ bực mình luôn. Nếu mà không nhận hàng thì nói ngay từ đầu đi ạ. Không có tiền nhận hàng, không có tiền mua hàng thì nói ngay từ đầu đi. Mất công người ta đóng hàng, người ta ship đi rồi. Mà thực sự rất là mất công cho những người ship luôn mọi người ạ. Người ta nhá, những cái người shipper ấy, người ta gọi điện đi gọi điện lại. Thứ nhất là gọi điện cho khách này, xong rồi lại gọi điện về cho shop này, dùng shop gọi điện cho khách này, xong rồi gọi đi gọi lại mất bao nhiêu tiền điện thoại. Thứ nhất nếu mà không thích nhận hàng ạ, thì không thích nhận hàng thì mọi người nói ngay từ đầu là không nhận hàng đi. Đó, để đến bây giờ hàng hoàn đi hoàn về mất bao nhiêu tiền. Mà mọi người ạ, mấy bên shipper ơi, người ta không ship được hàng, người ta còn bị đánh giá là ship hàng quá kém cơ. Ship hàng quá kém cơ. Bực mình không chịu được. Mà toàn áo đẹp chứ không phải áo xấu gì đâu mà không nhận hàng. Đây. Đây. Em sẽ dơ cho mọi người nhìn hàng nhá. Đóng cẩn thận chứ không phải là không cẩn thận đâu. Đây, một chân váy đây. Chân váy chất len đẹp như thế này.
chất váy đẹp như thế này. Đây, len đây, cực kỳ đẹp luôn. Không bao giờ em bán cho chị đến lần thứ hai nhá. Đây, chân váy cực kỳ đẹp, chất cực kỳ đẹp thế này. Áo đây, áo len bông luôn, áo bông luôn, áo lỉ luôn, cực kỳ đẹp như thế này. Bực mình cũng chịu được. Hôm nay mùng 1 em xả luôn. Đây, một chân váy bò, một chân váy bò đẹp như thế này. Hôm trước bao nhiêu khách hỏi, em không bán đi, bán cho một người xả đơn, bực cả mình. Áo nhá, áo váy nhá. Ai lấy em tặng 0 đồng nhá. Ai lấy má này comment tặng 0 đồng cho em tặng luôn má này 0 đồng nhá. Tặng váy nhá, mà váy 0 đồng nhá. Ai lấy comment tặng 0 đồng cho em nhá. Tặng váy 0 đồng nhá. Ai lấy tặng váy 0 đồng cho em nhá. Xả luôn cho nó bỡ tức nhá. Tặng 0 đồng luôn nhá. Ai lấy váy comment tặng váy 0 đồng cho em. Xả cho đỡ tức mọi người ạ. Đúng rồi, bà lấy mua cùng với em đấy, đẹp lắm ạ. Đây, quần ở đây. Một em quần đây, cực kỳ đẹp đây. Ai lấy váy nhá, ai lấy váy cho em nhá, em tặng 0 đồng luôn nhá. Tặng 0 đồng kèm số điện thoại cho em nhá. Tặng 0 đồng kèm số điện thoại cho em. Rất là bực mình luôn. Cực kỳ bực mình luôn. Mua hàng không có tâm gì hết. Lấy hàng để phúc đức cho con cái, nếu mà xác định không đặt hàng thì thôi ạ. Thì thôi, xả luôn từ cái lúc mà em nhắn tin gọi điện đi ạ. Là không lấy đi, em có việc nọ việc kia thì không sao. Đây ship đi rồi, còn lý do nọ lý do kia em rất là bực mình luôn. Em tặng cho một chị nhá, em tặng cho một chị nhá. Em tặng cho một chị nhá. Ok, heo tên sinh nhá, một túi nhá. Em sẽ tặng cho một chị nhá. Tặng cho Vân Nghị nhá. Tặng Vân Nghị nhá, tặng Vân Nghị nhá, tặng Vân Nghị nhá. À, tặng Vân Nghi nhá. Tặng 0 đồng nhá. Tắt nha, em tặng luôn nhá, 20k một đôi nhá. Ai lấy tắt comment tắt nhá. Tắt nhá. Tắt siêu dài 20k một đôi nhá. Ai lấy tắt comment tắt đen nhá. Em chỉ còn tắt đen thôi ạ. Xả luôn cái đơn hàng này 20k một đôi nhá. 20k một đôi nhá. Ai lấy 3 đôi này 50k luôn nhá. Ai lấy 3 đôi 50k luôn, quá rẻ luôn, tính ra chưa 15.000 một cái luôn. Lấy em xả hết cái đơn này cho đỡ bực mình ạ. Ai lấy cả 3 đôi thì 50.000 nhá. Ai lấy cả 3 đôi thì 50.000. Đó. Còn ai lấy một thì 20.000 ạ. À. Ai lấy 3 thì là 50.000 nhá. Đó. Ưu tiên cho người lấy 3 nhá. Em xả cho đỡ bỡ bực mình nhá. Đấy, xả quá rẻ luôn, tính ra có 15.000 một đôi thôi mọi người ạ. À. Cố gắng mua nhanh không hết nhá. Đây. Ai mua lẻ 1 nhá. Ai mua lẻ 1 thì là em bán rẻ luôn, 20.000 một đôi. Còn nếu mà ai mua cả 3 thì là 50.000 nhá. 50.000 ba đôi tất cực kỳ dai, đeo cả mùa không hết. Em ở Hà Nội nhá. Xả cho bỡ bực mình. Đây, tặng áo nhá. Tặng áo nhá, tặng áo nhá, áo hè nhá mọi người ơi, áo hè nhá. Đây, tem mác còn nguyên nhá. Áo hè nhá. Em hôm nay em lượt là một loạt để em kiểm tra hàng của em, những cái hàng hè em xả hết luôn, 9k nhá. Thanh Nguyệt à, ok Thanh Nguyệt ba đôi nhá. Thanh Nguyệt bao tất 50k nhá. 50k. Đây nhá, 9k nhá. Ai lấy các mần áo đen 9k cho em. Áo 9k cho em, áo hè nhá. Chất cực kỳ đẹp này. Chất cực kỳ đẹp. Áo 9k cho em. Ai lấy 01, các mần 01 9k. Xả nhanh cho đỡ bực mình. 02 9k nhá. Ok, Vân Nghi 01 9k. Ở trong một túi nhá. Nghi 9k ngoài cho em. Ok, Vân Nghi. Đây nhá, ai lấy đen 02, comment đen 02 cho em 9k. 02 9k nhá, 02 9k cho em cho nhanh. 02 9k cho em cho nhanh, đỡ bực mình. 02 9k cho em nhá. Ai lấy 02 comment 02 9k. Ship Sài Gòn tùy chị ơi, ship tỉnh thì là tầm 3, tùy từng cân nặng chị nhá. Thường thường ship thì tầm 35, nhưng mà nếu mà ship tỉnh hoặc là cân nặng một chút ấy thì là tầm 40 chị nhá. 02 nhá, ai lấy 02 comment 02 nhá. 02 Line nhá. 02 Line. Đi nè. À, lấy túi này comment túi cho em nhá. Túi 65k nhá. Túi 65k nha mọi người ơi. Túi 65k nhá. Túi 65k nhá. À, lấy túi comment túi 65k nhá. À, lấy túi comment túi 65k nhá. Đi nè 9k. À, lấy túi comment túi 65k nhá. Túi 65k nhá. Ai mà muốn lấy xỉ thì em sẽ bớt xỉ nhá. Ai lấy 02 em hết rồi ạ. À. Không, à 02 thì em còn đấy sao. Chờ em tí em tìm nốt nhá. Chờ em tí em tìm nốt.
người ạ. Chả biết hàng hè đâu hết rồi. Không thấy hàng hè đâu hết nữa cơ. Chín k áo dây nhá. Ai lấy áo dây comment cho em 03 nhá. 039k nhá. 039k. À một em áo sơ mi này. Một em áo sơ mi nhá. 02 hết rồi chị ơi, 02 em còn nhiều nhưng mà không biết đâu hết rồi ấy. Để mai em tìm em xả tiếp nhá. 02 03 là áo dây nhá. 03 là áo dây. 04 nhá. 04 nhá. 04 19k nhá. 04 19k cực kỳ đẹp luôn. Cái áo này đẹp nhá. Em bán ở shop 180 này, 189 giờ sale 19k này. Có tiếc không? Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. 04 nhá, 04 sơ mi nhá. Có hình đằng sau này. Mấy cái này mà không mọi người mà không ưng thì em không hiểu là mọi người muốn mua cái gì để ưng luôn ấy, em nói thật luôn. 19k 04 nhá. Ai lấy 19k 04 comment cho em sơ mi. Giày kinh khủng. Mặt chất đẹp luôn. 19k nhá, 19k. 19k của Thanh Thủy nhá. Ok Thanh Thủy nhá. Ai có đơn nhớ inbox địa chỉ cho em nhá. Ai muốn lưu đơn thì nhớ lưu đơn cho em nhá. Ai không nhắn tin lưu đơn thì em hủy nhá. Em xả đơn nhá. Ai không mà ai sau khi em kết thúc like nhá mà mọi người không nhắn tin lưu đơn thì em xả đơn luôn nhá. 19k cũng không có Thanh Thủy nhá. Đây. Túi nhá, túi 65k nhá, túi 65k. Ai lấy túi comment túi 65k nhá, túi 65k. Quần 49k nhá, quần 49k xả luôn, size M nhá. Size M của Zara nhá, còn một cái nhá em xả luôn. Xả luôn cái đơn hàng ấy. Đây. Còn chưa cắt cung các thứ gì này. 49k nhá, 49k size M, ai lấy quần comment quần 49k size M quần ngố nhá. Quần ngố nhá mọi người ơi, quần ngố nhá. Đây. Quần cực kỳ xinh luôn, quần ống rộng. 49k nhá. Ai lấy quần comment quần 49k, ai lấy quần comment quần 49k. Ai lấy quần comment quần 49k cho em nhá. Ai lấy quần comment quần 49k cho em nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Huỳnh Thị Mỹ Thành gửi số điện thoại à. Đây nhá, quần 49k đen nhá. Ai lấy comment quần 49k cho em. Mười chín k em hết rồi. Mỹ Thành ơi, 19k ở đêm hết rồi. Em bắt đầu like lên cho mọi người nhé. Có ai thích lên không? Em bắt đầu like lên cho mọi người nhé. Em bắt đầu like lên cho mọi người nhé. Có ai thích cao cổ không ạ? Một em cao cổ nha, len bông nhá. Một em len cao cổ len bông nhá, cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ xinh luôn, sale rẻ luôn. Mọi người muốn em sale bao nhiêu? Len bông nhá. Len bông nhá. Len bông nhá, cực kỳ xinh luôn. Áo len đen là chờ chị một tí nhá, hai anh nhá. Đây. Cao cổ màu ghi nhá. Cao cổ màu ghi nhá. Đây, sale luôn 65k. 65k nhá. Đơn của em là có một cái áo len len màu đen đen ấy, em lấy thêm ấy với một cái áo được tặng 19k hay sao ấy. Đó. Theo thư sinh ạ. Đây nhá. Ai lấy comment cho em 65k nhá. 65k nhá. À 69k nhá. Ok 69k của Mai Anh. 69k Mai Anh nhá. Ồ len này đẹp lắm ấy. Này, cái len này đẹp kinh khủng luôn. Của Mai Anh nhá. 69k. Mờ quá à. Mờ quá mọi người ơi. Chán thế. Mạng chán thế, bực mình quá. Bảo sao cứ mất mạng hoài à. Bảo sao cứ ít người xem à. Một em áo kiểu này. Một em áo kiểu này. Một em áo kiểu nhá. 59k nhá, cực kỳ xinh. Cực kỳ xinh, nem nó này. 59k nhá, 59k nhá. Đây, 49 đi. 49 ý, cái này dáng này hơi khó mặc nhưng mà len cực kỳ đẹp luôn. Đây này, len cực kỳ đẹp luôn. Bé lắm gửi đi rồi nhá, bé lắm đơn gửi đi rồi nhá, bé lắm ơi. 49k nhá, 49k đây em này. Em này hơi khó mặc một chút mà 49k nhưng mà len cực kỳ đẹp luôn.
của Thanh Nguyệt nhá. Ok, cái len ghi của Thanh Nguyệt nhá. Cái len ghi của Thanh Nguyệt nhá. Anh sửa cho em cái của Thanh Nguyệt. Mai anh thành Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt 65k. 65. Ok, cái len ghi vừa xong của Thanh Nguyệt nhá. Ok, cái len ghi vừa xong của Thanh Nguyệt nhá. Có chân váy nhá em, có chân váy nhá. Cực kỳ nhiều chân váy luôn. Cực kỳ nhiều chân váy luôn. Chút nữa em sẽ like chân váy nhá. Chân váy da, chân váy bò, chân váy gì nhỉ em cũng có nhá. Đây, chút nữa em sẽ like chân váy nhá. Chút nữa em sẽ like chân váy đây nhá. Ai lấy comment? Đó, ai nhận hàng em biết nhá, cực kỳ đẹp. 49k nhá, 49k lên cực kỳ đẹp nhá. Ai lấy comment 0149k nhá. 0149k nhá. Đây anh em đây. Cực kỳ đẹp. 0149k nhá. Ôi dày thế. 0149k nha, lúc không bộ là một ghi nhá. Ai đang xem thì chấm bài cho em nhé, mọi người cố gắng chia sẻ bài cho em nhé. Mọi người cố gắng chia sẻ bài cho em nhé. Tại vì hôm nay, đây này, mọi người thấy đẹp chưa? Đây là bên trong nhá. Đây là bên trong nhá. Ôi, mọi người có nhìn rõ ông nét không anh? Đẹp kinh khủng luôn. Ai không lấy cái áo này nhanh nhịp tiếc này. Ôi cái áo này đẹp lắm này. Cái này mặc nhỉ. Cái này đẹp kinh khủng luôn. Ôi dày luôn ý. Đẹp thế. Ôi, cái này đẹp lắm này mọi người ơi. Đẹp kinh khủng luôn. Này, đẹp kinh khủng luôn. Không hiểu len gì mà đẹp kinh khủng. Ok Mai Anh, ok Mai Anh. Đây nhá, đây nhá. 79k nhá. Ôi len, cái này không phải là len, nó là cái chất gì. Đẹp lắm mọi người ạ, đây này. Không phải là len, nó là cái chất gì. Lông gì, đẹp kinh khủng luôn. 79k nhá. Em sale rẻ luôn 79k, cực kỳ đẹp luôn. Nó là đang trong túi này, nó trong túi nó rất là nhăn. Nhưng mà đây này, mọi người nhìn bên trong nhá. Cái này mặc được cả hai lớp luôn ấy. Cái này mặc được cả hai lớp luôn. Đây là bên trong nhá. Đây là bên trong nhá. Đây nhá, 79k nhá. Đẹp cực kỳ luôn. 79, đây là bên trong này. Đây là bên ngoài này. Mặc được hai mặc luôn ấy. Ôi cái này đẹp lắm này. Ai lấy nhanh comment đúng cú pháp em sẽ nhường nhá. 79k Thanh Nguyệt nhá. Ai lấy áo này comment 79k, cực kỳ đẹp luôn. 79k nhá. Ai lấy comment cho em nâu 79k, nâu 79k nhá. Mặc được hai mặt nhá. Đây. Đây là bên trong, đây là bên ngoài. Mặc được hai kiểu luôn. Ai lấy nâu comment nâu 79k nhá. Chất đẹp quá. Nâu 79k nhá. Ai lấy comment cho em nhá, nâu 79k. Đây, một em hàng hiệu này. Một em hàng hiệu chẳng biết mọi người có nhìn rõ không. Này, một em hàng hiệu mà chẳng biết mọi người có nhìn rõ không. Cực kỳ xinh luôn, mặc thử luôn cho mọi người nhìn luôn. 59k nhá. 59k nhá, xinh quá. Mọi người nhận em nhé, mọi người biết nhá. Mọi người nhận hàng nhé, mọi người biết nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Len này. Len này mọi người ơi. Đây, len đây nó có hai lớp bên trong nhá. Một lớp bên trong trắng, một lớp bên ngoài là xanh. Đó, 59k, quá rẻ luôn. 59k, quá rẻ mà quá đẹp luôn. Ai lấy comment cho em 01 nha, 59k nhá. 01 59k. 01 59k nhá. Không ai lấy nâu à? Không ai lấy nâu à? À, nâu của Thanh Nguyệt nhá. Nâu của Thanh Nguyệt. Chân váy à, chút nữa em like chân váy sau nhá. Đây, tiếp tục một em này. Chờ em chút nhá, em sẽ like chân váy sau nhá. Thực sự là hàng em bán rất là rẻ luôn mọi người ạ. Tại vì em đang lấy tương tác lại ấy. Tại vì cái Facebook ngày xưa em bán hàng ấy bị mất tương tác rồi, nên là em phải lấy tương tác lại. Nên là em cực kỳ bán rẻ cho mọi người luôn. Đây, một em hồng nhá, một em hồng nhá, một em hồng nhá, hai màu nhá, đen đẹp lắm này. 01 à? Song Nguyệt này 01 à? Ok, Thanh Nguyệt nhá. Ô, xả Thanh Nguyệt không lấy 01. Ơ, anh ơi, Thanh Nguyệt không lấy đâu nữa, xả ra cho em. Ok, thì Thanh Nguyệt nhá.
Áo kiểu em còn nhiều nhá, áo kiểu em còn nhiều nhá. Cứ từ từ em sẽ like nhá, cứ từ từ em sẽ like nhá. Áo đâu rồi? Đây nha, đây nha. Áo khoác ngoài nha, đây là một áo cardigan nhá, có túi nhá. Một cardigan có túi nhá. Đây nha, một cardigan có túi nhá. 59k nhá. 59k nhá. Ai lấy comment cho em nhá. 59k nhá. Nên đẹp thế này cơ mà mọi người. 59k nhá. Ai lấy kẻ comment kẻ 59k. Ok không? Một quả song song nguyệt nhá. Song song nguyệt cho em xin số điện thoại nhá. Song song nguyệt cho em xin số điện thoại nhá. Đây nha, ai lấy comment cho em nhá. Khoác ngoài hoặc là kẻ nhá. Khoác ngoài hoặc là kẻ nhá. Kem nâu lấy màu nào à? Kem nâu lấy áo nào comment cho em nhá. Váy nào chị ơi? Cái váy chân váy em hết rồi chị nhá. Chân váy em hết rồi đây nhá. Ai lấy kẻ nhá, comment kẻ cho em 59k nhá. Ai lấy kẻ comment kẻ cho em 59k. Mọi người chờ em xíu nhá. Bộ nỉ bao nhiêu ạ? À? Bộ nỉ 120k nhá. Chất đẹp nhá, bao chất luôn. Nhận không ưng trả hàng. Bộ nỉ nhà em bao chất nhá. Nhận không ưng trả hàng nhá. Ba màu nhá, hồng, xanh, ghi 55k đổ về mặc thoải mái. Nhận không ưng trả hàng nhá. Bộ nỉ ba màu nhá. Em like nhanh nhá. Một em len cổ vặn thường hàng hiệu luôn. Một em len cổ vặn thường hàng hiệu nhá. À đây, một em áo này nữa này. Áo này nhá, 69k nhá. Ai lấy comment cho em 69k nhá. Ai lấy comment cho em 69k, len cực kỳ đẹp luôn. Mấy cái len này là em bao chất hoàn toàn luôn. Mấy cái len này là em bao chất hoàn toàn luôn. Đây, len sơ mi nhá. Nhận không ưng trả hàng, thoải mái luôn. 79k nhá. Áo kiểu à, chờ em một chút nhá. Chờ em một chút nhá, nó nhiều mẫu quá. Thực sự là em không biết like mẫu gì cho mọi người cơ. Bộ lì 120 nhá. Ship Cần Thơ 35 chị nhá. Ship Cần Thơ 35 nhá. À bộ lì thì em không có chuối rồi. Bộ lì thì em không có chuối rồi. A lấy áo sơ mi, comment áo sơ mi cho em nhá. 79k. Ok Mai Anh nhá. Ok Mai Anh. 49k Mai Anh. 69k rắn độc nhá. Ok, rắn độc này mã này đúng không nhỉ? Rắn độc này mã này đúng không nhỉ? Em lấy một cái thùng to màu đỏ cho cái quả rắn độc vào. Ghi tên rắn độc vào. Ghi nhớ ghi giá ngoài cho em nhé, em làm giá. Bao nhiêu? Cái quần đen nhé, là 49. Mai Anh, còn áo kia là 79. Ôi, áo kia là 69 à? Có phải 69 rắn độc này 69 này? Chả biết 69 hay 79 đâu. Rắn độc cơm mừng 69, thôi ghi 69 đi. Đây một áo len đây, một em áo len cổ lọ này. Dày quá, dày quá, dày kinh khủng luôn. Đây. Em hôm nay tại vì em mới ấy mũi em lười. Chưa được có bông bông rồi đâu. Đây nhá, áo này nhá, 69k, 79k đi. Dày lắm, nên dày lắm, 79k nhá. Quần 49 em hết rồi, quần 49 em hết rồi, em xem còn không ạ? À đây quần 49 có một cái này. Quần 49 còn một cái này. Đây, quần 49 đây, còn một cái này. Quần 49 còn một cái nhá. Đây nhá, quần 49 còn một cái nhá. Đẹp chưa? Em xả nốt cái hàng khách bom thôi mọi người. Em xả nốt cái quần hàng khách bom thôi. Chứ bình thường em không bán giá 49 đâu. Quần này em bán ở shop 175-180 đấy. Đây, còn một cái nhá. Ai lấy quần 49, comment quần 49 cho em nhá. Còn một cái quần 49 nhá. Ai lấy comment lại cho em nhá. Ai lấy comment lại cho em 49 nhá. Đây, bao chất luôn. Làm gì có cái chuyện quần nào 49. Ok của Loken. Loken cho em xin số điện thoại nhá. Loken cho em xin số điện thoại nhá. Ai có đơn thì nhớ inbox cho em nhá. Ai có đơn thì nhớ inbox cho em nhá. 49. Loken, nhìn tên cho em đi. Đây nhá. Đây nhá, áo nhá, áo trắng nhá, 79k nhá. Đây mặc thử cho mà xem, cực kỳ đẹp luôn. Dày lắm mọi người ạ, dày kinh khủng luôn. Em đang vướng cái mũi này, em lười mặc.
Em đang vướng cái mũi nên em lười mặc cho mọi người á. Bảy chín k nhá, tay lỡ. 79k tay lỡ nhá. Ai lấy cam mình trắng cho em, trắng cho em nhá. Nên trắng 79k tay lỡ nhá. Đây, bọn em này, len dày kinh khủng khiếp luôn. Len dày kinh khủng khiếp luôn này. Sale luôn 49k nhá. Ôi, bộ sale 49k tiếc quá. Sale 49k tiếc quá. 49k nhá. 49k nhá, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. 49k nhá. Ai lấy comment cho em áo. Áo nhá. Áo 01 49k nhá. Mọi người comment đúng số cho em để em lấy số cho đúng nhá. Đây nhá, 01 49k nhá. 01 49k. 01 49k. Zile 39k nhá. Nem đẹp lắm mọi người ạ. 39k. Ai lấy comment cho em 39k nhá. 39k Zile nhá. Ai lấy comment cho em 39k nhá. 39k nhá. Ai lấy comment cho em 39k02 nhá. 0239k nem này, cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy comment 39k02 nhá, cực kỳ đẹp. Len xinh chưa? Len bông xinh chưa mọi người ơi? Tay phồng nhá, tay phồng nhá. Đây. À lấy 03 nhá, comment 03 cho em nhá. 03 nhá, len tay bồng nhá. Len tay phồng nhá mọi người ơi, len tay phồng nhá, cực kỳ đẹp luôn. Len bông nhá. 03 nhá. 03 nhá, 03 hồng nhá. 03 hồng 59k nhá. 03 hồng 59k nhá. 03 hồng 59k len bông nhá, cực kỳ xinh luôn đây này. Mọi người có nhìn rõ không? Mọi người có nhìn rõ không? 03 nhá, len hồng nhá. Ai đang xem thì chấm cho em nhá. Ai đang xem thì chấm cho em nhá. Ai đang xem thì chấm cho em nhá. Một em hàng hiệu đây này. Một em hàng hiệu đây này. Chấm cho em nhé. Không ba đẹp thế mà không ai lấy à? Không ba đẹp thế mà không ai lấy à? Xinh thế mà không ai lấy thì chắc là mai không còn rồi. Một em hàng hiệu đấy nha mọi người ơi, đây này. Một em hàng hiệu đấy nhá. Đây. 49k nhá. 49k nhá. 49k nhá. Ai lấy comment cho em 05 nhá. 0549k nhá. 0549k nhá. 0549k nhá, trắng nhá. Trắng cực kỳ đẹp luôn. Nó 0549k nhá, nó là dáng dài nhá mọi người ơi. Mọi người không thích thì mọi người đóng vạt trước lên cũng đẹp. 49k, quá rẻ luôn á. Không mua thì chả còn. Mà cái kiểu này mọi người mặc được hở vai nhá. Ai đang xem chấm bài cho em đi, ai đang xem chấm bài cho em đi. Đây. Một kiểu này đấy nhá, một kiểu này có túi nhá. Siêu nước 49k xinh cực. Đó là khoác ngoài nhá. Đó là khoác ngoài nhá, 49k luôn. Ai lấy comment cho em 49k nhá. 49k. 49k nhá, 06 nhá. 06 xanh 49k nhá. 06 xanh 49k. Mạng kém quá mọi người. Chất yếm mà. Chờ chị chút nhá, chờ chị chút chị xem nhá, chờ chị chút.
Mai đi, mai chị lai yếm cho đi, nay chị muốn lai len cho nó bớt đi. Nay chị muốn lai len cho nó bớt đi. Ok Hồng 59 nhá. Ok Hà Vi nhá. Hà Vi inbox cho em, Hà Vi cho em xin số điện thoại nhá. Hà Vi cho em xin số điện thoại nhá. 59. Đây. Đây nhá, Hồng 49 nhá. Hồng 49 nhá. Cái gì? Hà Vi. Hồng 49 nhá. Ok Mai Anh Hồng 49 nhá mọi người ơi. Em xin lỗi Hậu xanh nhá. Xanh 49 nhá. Ai lấy xanh khoác ngoài cardigan 49 nhá. Comment cho em nhá. Xanh 49 cho em nhá. Quá rẻ luôn ý. Ai không nhà mua nhanh chả còn luôn. Len nó đẹp như thế này cơ mà. Len nó đẹp như thế này cơ mà. Ai lấy khoác ngoài xanh các mừng khoác ngoài xanh nhá, 49k nhá. K nhá. Ai lấy hoa comment hoa 49k nhá. Này hoa này. Ai lấy hoa comment hoa 49k nhá. Ai lấy hoa comment hoa 49k nhá. Xem chân váy à? Hôm nay mẹ muốn like len đấy, chân váy em ngày nào em cũng like rồi. Cái váy em mặc size S cơ. Cái váy em mặc cái chân váy em mặc size S cơ nhưng mà em mặc rồi nên em không muốn bán. Em mặc hàng này rồi nên em không muốn bán cho mọi người. Cái nào em mặc rồi em ngại bán lắm mọi người ơi. 49k hoa nhá, ai lấy comment hoa 49k nhá. Cái này em lại không về thêm nữa để đặt cho mọi người nữa, khổ. Ok Hà Vi nhá, ok Hà Vi nhá. Hà Vi cố gắng chọn cho em thêm 1-2 sản phẩm nữa nhá. Một tầm 1-2 sản phẩm nữa đủ đơn em gửi nhá. Đủ đơn em ship nhá. Hai sản phẩm em ship cho mọi người. Đơn trên 100.000 em ship cho mọi người ơi. Cố gắng đủ đơn cho em nhá. Đừng mất công chọn, mất công xả đơn ấy, phí lắm mọi người ạ. Đây, một em hàng hiệu này. Một em hàng hiệu này. Thực sự là em like thế này cũng rất là cực, mọi người ngồi xem like cũng rất là cực luôn. Thì mọi người cố gắng nếu mà chắc chắn đấy thì hãng đặt nhá. Tại vì em like chậm ý, tại vì em like chậm ý, cố gắng đấy thì hãng đặt nhá mọi người ơi. Em like cực kỳ chậm rồi ý. Đây, em mặc luôn cho mọi người xem đó, ưng thì mọi người đặt nhá. Đây, một em hàng hiệu này. Đây này, em không nói sai luôn, nó là hàng hiệu luôn ý. Chứ bình thường mấy cái hàng xưởng, hàng bớ vẩn không có bao giờ có tem mác bình thường như thế này luôn. Em nói thật luôn, không bao giờ nó rảnh hơi mà nó đi làm tem mác như thế này luôn. Em nói thật luôn. Đó. Nâu nhá. Ai lấy nâu comment nâu cho em. Nâu 49 luôn, siêu rẻ luôn. Hôm nay em siêu rẻ để lấy tương tác nhá. Em siêu tất cả rẻ để lấy tương tác nhá mọi người ơi. Mọi người cố gắng tranh thủ mà mua đi, không chả còn đâu. Mai em siêu lần nữa là hết sạch luôn đó. 49k nhá, 49k nhá. Thực sự mấy cái này em siêu quá rẻ luôn. Ok nâu. Nâu kiểu nâu quả nâu ken nhá. Nâu ken cho em xin số điện thoại nhá. Nâu ken đơn mới cho em xin số điện thoại nhá. Mọi người không mua nhanh là chả còn đâu. Tại vì hôm nay mới lấy cái nô này về này. Nên là khách xỉ chưa đến nhập đấy ạ. Nhập thì một phát hết luôn, em nói thật luôn. Nô ken 49. Mọi người cố gắng cho em xin số điện thoại nhé. Tại vì mất công mọi người comment ý, thì mọi người cố gắng cho em xin số điện thoại để mai em đỡ phải. Em có cái thông tin mà liên lạc với mọi người ấy. Cái này cao cổ em không mặc nha mọi người ơi. Đây nha, một em này hồng này nhá. Một em hồng tím này nhá. Đây. Ai lấy lông, đây là len bông nhá, đây là len bông nha mọi người. Đây là len bông nhá. 49k luôn nhá. Ai lấy comment cho em 49k nhá. Hôm nay em đồng giá luôn nhá. Nếu mọi người thích đồng giá em đồng giá luôn nhá. 49k nhá. 49k nhá. 49k nhá. 49k luôn nhá. 49k nhá. Ai lấy tím comment tím 49k. Ai lấy tím comment tím 49k nhá. Len bông cực kỳ đẹp luôn. À cái đỏ này là hàng cao cấp ạ. Cái đỏ này hàng cao cấp em bán 120 cơ. Cái đỏ này hàng cao cấp em bán 120 cơ. Một em len bông tiếp nha mọi người ơi. Một em len bông tiếp nhá. Bây giờ mà cầm áo đỏ nên là bắt đầu... rắn độc này nên hỏi cho mà xem. Hôm qua rắn độc nó hỏi bán rồi nhưng mà em không bán.
Em vẫn quyết tâm treo chưa cất. Bây giờ mà bán cho mọi người chắc đắn độc chửi em ạ. Đây nhá. Đây nhá, đây nhá. Đây nhá. Ai lấy màu này là màu xám xám nhá, nâu nâu xám xám nhá, len bông này. Đó là len bông nha mọi người ơi, 49k nhá. 49k nó là như váy luôn á. Đây. Nó là như váy luôn này. Xinh cũng xinh. Cái này mặc như váy luôn cũng xinh. Đó. Váy hơi điều điều một chút này, xinh hơn là xinh. Len nhá, nó là len nhá, xinh cực. Kiểu xòe tự nhiên ấy. 49k luôn, siêu rẻ luôn, 49k nhá. Ai lấy comment cho em 49k. Ai lấy comment cho em 49k nhá. Đỏ 120k nhá. Ai lấy comment đỏ 120k, len cao cấp nhá. Len cao cấp, nhận không ưng trả hàng nhá, thấy chưa? Nó nặng đến cái mức mà gãy cả mắt luôn này. Nó nặng đến cái mức mà gãy cả mắt luôn ấy. Len nó quá dày luôn ấy. Nặng đến cái mức mà gãy cả mắt. Ai lấy đỏ comment đỏ 120k nhá. Ai lấy nâu comment nâu 49k váy nhá. Nó là váy nhá. Váy nâu 49k nhá. Váy nâu 49k. Màu đỏ đẹp mà, chị cũng thích màu đỏ. 49k nhá. Ai lấy comment cho em 49k nhá. Đỏ 120k của Lê Trần Thanh Hiếu, ok nhá. Chị Lê Trần Thanh Hiếu, em gửi đơn cho chị luôn nhá. Hôm nay chị chốt em gửi đơn cho chị luôn nhá. Em gộp gửi luôn cho chị nhá. Lê Trần Thanh Hiếu 120k. Đây. 49k luôn, 49k luôn, cực kỳ xinh. Đỏ của Lê Trần Thanh Hiếu rồi nhá, của Heo Thư Sinh nhá. Đỏ của Lê Trần Thanh Hiếu rồi, đây. Đây nhá. 49k nhá, 49k. Đây nhá, tiếp nhá, đỏ tiếp nhá, có ai thích đỏ nữa không? Có ai thích đỏ hàng hiệu được không? Đây. Chuẩn hàng hiệu tem mác đầy đủ luôn. Chuẩn hàng hiệu tem mác đầy đủ nhưng mà chỉ là cái dáng này nó không rộng thôi. Đỏ nhá. Đỏ này 99k nhá. Đỏ này siêu rẻ 99k luôn vì cổ hơi cao một chút. Nhưng mà nó là hàng hiệu đấy. Cái này là len hàng hiệu đấy mọi người ạ. À, lâu quá. Đây này. Hàng hiệu đây này. Đâu rồi? Cái tem mác ở đây này. Nó là hàng hiệu đấy mọi người ạ. Chuẩn hai tem mác của hàng hiệu luôn, hàng Quảng Châu luôn đó. Đây nhá, chờ em chút em lên một áo. Em lên một cái này là ai lấy đi comment 99k nhá. Siêu rẻ luôn 99k. Đây một em hàng hiệu ở đây này. Len bông nhá. Riêng cái len này nó là len bông nhá. Cái len này nhá 120k, nhận không ưng trả hàng. Cao cổ có nhá, chờ chỉ một tí chị like cho. Đây này, đỏ đây này. Cái này có hai màu đen này nhá. Cái này là len hàng hiệu đây này. Xịn cực kỳ luôn, nó là len bông luôn á, nó là len bông luôn á. Hai màu đen trắng nhá. Riêng những cái chất như thế này em đã bán trên 100.000 này, em bao chất luôn. Riêng những cái hàng này này, nhận không ưng trả hàng cho em thoải mái luôn. Mọi người nhận kiểm tra hàng cho em không ưng trả hàng, mọi người chỉ cần thanh toán tiền ship cho em thôi. Còn nhận không ưng trả hàng thoải mái, em no hết. Đó. Em đã bao chất cho mọi người nên mọi người cứ yên tâm mà mua hàng nhá. Đó. Đây nhá mọi người ơi. Đỏ đây nhá. Cái này mà mặc thêm một cái áo sơ mi bên trong ơi tuyệt vời luôn. Cái này mà mặc thêm một cái áo sơ mi bên trong tuyệt vời luôn, 120k luôn. Quá rẻ luôn. Đẹp như thế này mà không ai lấy à. Cao cổ thì chị có đầy. Nhưng nó là dáng đen nhá, màu đen nhá. Màu đen nhiều lắm. Đây, tiếp tục em. Đây là màu đen nha mọi người ơi, đây là màu đen nhá. Nãy là màu nâu, bây giờ là màu đen. Đây. Cái này mặc được hai kiểu nhá mọi người ơi, cái này mặc được hai kiểu nhá. Đây là bên trong này, mọi người nhìn rõ cho em nhá. Mặc nét chưa ạ? Đây là bên trong này. Đây là bên ngoài này. Mọi người mặc được hai kiểu cho em nhá. Cái dáng này mặc được hai kiểu.
cực kỳ đẹp luôn. Nó là len, nó là cái len không, em không biết là len gì nhưng mà len này đẹp lắm, len hàng cao cấp ạ. Cái này chắc phải 7-800 trở lên ấy. Cái này phải 7-800 trở lên ấy, mặc nhìn đẹp cực kỳ luôn á. Đây. Ai lấy comment cho em nâu nhá, nâu 79k nhá. Nâu 79k nhá, ai lấy nâu comment nâu 79k cho em. Riêng mấy cái hàng này nhận không ưng em trả, em cho chị hoàn trả luôn, chỉ cần thanh toán tiền ship cho em là ok. Đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn, 79k có hai màu. 79k có hai màu. Màu đen với màu đen với màu nâu nhá. 79k có hai màu đen nâu. Đen nâu 79k. Cái hàng len nó cao cấp cực kỳ luôn mọi người, nhìn cái biết cái đường nó đan chỉ đấy. Đây. Đây, hai màu luôn. Ai này nâu comment nâu, ai này đen comment đen cho em. Riêng cái hàng cao cấp này mọi người yên tâm luôn, em đảm bảo luôn. Em đảm bảo luôn. Đây. Hai lớp luôn, mặc được hai cái này, dáng này mặc được hai kiểu nhá. Cái này mặc được hai kiểu nhá mọi người ơi, mặc được bên trong bên ngoài đều mặc được hết. Cực kỳ đẹp luôn, bên trong mà đẹp hơn cả bên ngoài luôn. Quần nhà em chờ chị một chút nhá, đây nhá. 79k nhá, đẹp cực kinh khủng khiếp luôn mà không ai lấy, cực kỳ tiếc luôn á. Đây nha, chị dơ qua nha em ơi, chị dơ qua nha. Em lấy size bao nhiêu chị lấy cho nha. Đây quần như em đây nhá. Nhìn nhá, nếu mà đúng thì ok cho chị lấy cho nhá. Chị đang sale hôm trước, hôm qua là sale 150, nay sale 145 nhá. Lấy thì ok cho chị nhá, quần nhá. Quần đen nhá, quần đen. Đây là đằng sau này. Đây là đằng trước này. Cái quần này có cái lai chị mặc rồi đấy. Đây nhá. 145k. Quần đen nhá, 145k nha, chị chỉ còn màu đen này thôi nhá. Quần đen đây nhá. 145k nhá, lấy thì ok nhá. Ok, đan ninh nâu 79 nhá. Chị đan ninh cố gắng chọn cho em. Thế thì không có rồi, thế thì không còn nhá, Kiều Trinh nhá. Chị đan ninh cho em chút nữa lấy chọn thêm cho em một mẫu nữa rồi mai em gửi nhá. Hai chín k nhá. Ai lấy cam mừng, ai lấy cam mừng 29k. À mà thôi, cái áo này bán 19k đi, hơi kén người mặc. 19k nhá, 19k nhá. Ai lấy cam mừng cho em 19k áo này, 19k áo khoác ngoài nhá, nó hơi kén người mặc một chút. 19k. Ai lấy áo cam mừng áo 19k. À đây 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 đây. Cái em hàng hiệu đây. Chuẩn của Trung luôn này. Chuẩn của Trung luôn nhá. Chuẩn của hàng Trung luôn, khiếp một cái mác gì mà to như tổ bố ấy, sợ thật đấy. Chết đấy. Áo len bông này mà bị rách mất rồi. Tặng nhá. Ai lấy em tặng nhá, tặng không đồng, tặng không đồng. Tặng không đồng nhá, tặng không đồng nhá. Ai lấy em tặng không đồng nhá. Ôi tay xinh thế. Nó bị nổ mất một tí rồi, em tặng không đồng nhá. Đây này, tay xinh kinh khủng luôn này. Tặng nhá. À lấy em này comment tặng cho em nhá. Tặng nhá. Này, cái này buộc vào nhá. Tặng nhá. À lấy comment tặng cho em. Đây cái len bông này. Tay xinh kinh khủng luôn á. Đây nhá, không phải đâu, cái này nó bị rách một ít này. Cái này nó bị rách một ít em tặng nhá. Đây nhá, nó bị sổ chỉ một ít em tặng này. Nó bị rách một tí ở đây này em tặng luôn. Nhưng mà cái này mọi người về lấy cái chỉ trắng ấy, móc nó vào là được. Mọi người lấy cái chỉ trắng móc vào là được nhá. Đây nhá, em đây này. Mọi người lấy cái chỉ trắng móc lên đây là được này, móc lên trên này một tí là được. Tặng Yến Trang nhá. Tặng cho Yến Trang nhá. Tặng cho Yến Trang nhá. Đây tặng tiếp cái mã này đi. 9k nhá.
Ai lấy cái này comment tặng. Nó bị rách của Yến Trang nhá. Nhớ về không, nó vào thì mặc được thì mặc. Tại vì nó bị sổ chỉ. Đây nhá. Cái mã này nhá, đây. Rất là đẹp thôi, tặng 9k luôn, tặng 9k luôn. Xinh cực kỳ luôn, tặng 9k nhá, nó là khoác ngoài. Đây là bên trong này. Tặng 9k luôn. Tại vì nó kén người mặc quá, em sợ không ai mặc được ấy. Lấy về sợ không ai mặc được ấy, nó là hàng hiệu này, em rất mất mát rồi. Ai lấy comment 9k cho em nhá. 9k nhá. 9k nhá. Trên váy em mặc 99k nhưng mà hết rồi mọi người. Đây nhá, một em áo len này nhá. Áo len cổ lọ nhá. Áo len cổ lọ 45k nhá. Áo len cổ lọ 45k nha mọi người ơi. Áo len cổ lọ 45k nhá. 45k, cực kỳ xinh luôn. Áo màu đen, cổ lọ 45k mà chất dày kinh khủng khiếp. Hàng hiệu luôn nhá, hàng chuẩn luôn nhá. Đây này. Cái này thực ra nó là cái nô hàng bên Trung ấy, nó nhờ xã hộ ấy, nhờ xã hộ nên là em bán rẻ cho mọi người luôn, vừa bán vừa tặng luôn. Chứ còn bình thường những cái này mọi người không mua nhanh chắc chả còn luôn. Khách sỉ em nói thật, khách sỉ em đến ôm một phát hết luôn. Có 100-200 con ôm một phát hết sạch luôn ấy. Nên là em muốn để sale tặng cho mọi người, mỗi người được một ít ấy, mỗi người được một hai cái ấy, để về nhận thử chất bên em xem thế nào ấy. Em nói thật chứ bây giờ ai mà nhận hàng bên em là mọi người biết chất cực kỳ đẹp và rẻ luôn. Làm gì mua được đâu được cái áo là 49k, em nói thật luôn. Chất xấu em không nói nhá, nhưng mà riêng mấy cái chất đẹp này em bao chất luôn. Làm gì có cái chất nào mà 49k là như cái này luôn. Em nói thẳng luôn. Đây, chất cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đây nhá. Đó, ai lấy đen comment đen 49k. Đỏ, ok đỏ nhá. Bóc đỏ cho mọi người nhá. Em bóc hết cho mọi người nhá. Mọi người về nhận chất mọi người biết nhá. Mọi người về nhận chất mọi người biết. Đây áo đỏ nhá. Áo đỏ nhá. Áo đỏ nhá. Một em áo đỏ. Cổ 3 phân. Cổ 3 phân. Đây. Hàng chuẩn đây. Hàng chuẩn luôn này. Đó 49k luôn. 49k luôn. Cực kỳ xinh luôn. Mọi người cứ về nhận chất mọi người biết. 49k đỏ nhá. 49k đỏ. Mọi người về nhận chất cho mọi người biết. 49k đỏ nhá. Xinh chưa? 49k đỏ nha, ai lấy đỏ comment cho em 49k. Tiếp. Quá rẻ luôn. Đây nha. Em này nhìn sang chảnh đấy. Em này nhìn màu sang chảnh đấy mọi người ơi. Này, 49k nhá. Đen đẹp quá. Này, cực kỳ đẹp 49k nhá. 49k này. Xinh ơi là xinh. Cái này nhìn sang cực kỳ luôn á. Nhìn sang cực kỳ luôn này. Mọi người nhìn rõ không? Mọi người có nhìn rõ màu không ạ? 49k luôn nhá. 49k luôn. Quá rẻ luôn. Thực sự là hôm nay mọi người mà không mua được mấy cái hàng này thì cực kỳ tiếc luôn. Mai em lại bán giá 99 đấy. Mai em lại bán giá 99 cho mọi người tiếc luôn. 49k nhá. 49k. Màu này đẹp mà không ai thích à? 49k nhá. 49k khoác nhá. Còn bò ngố ngố nào nữa không ạ? Bò ngố ngố nha em còn nhá. Bò ngố ngố nha em còn. 49k khoác nha. Lấy khoác cho mình khoác 49k. Ai lấy đỏ comment đỏ nhá. Ai đỏ comment đỏ 49k. Xinh chưa? Đẹp quá. Đẹp quá trời. 49k nhá. 49k nhá. Thật sự là mọi người mua hai cái áo này, mọi người mua 3 4 cái áo này mới bằng một cái áo mọi người mua bình thường ở hàng hiệu luôn, em nói thật luôn. Đỏ 49k nhá. Đỏ 49k của Mơ Nguyễn.
Len dày kinh khủng khiếp luôn. Đây nha, hôm nay em nhường cho bố chị một cái thôi nhá, chả còn nhiều mà nhường cho nhiều đâu ạ. 49k nhá. Nguyễn Mơ cũng được. Quần bò lách gối nha chị nhiều lắm Kiều Trinh ơi, nhưng mà vấn đề là chị đang lại áo len. Màu đen thì chị không còn rồi, màu đen thì chị đã không còn lách gối rồi. Áo này xinh này, em mặc lên đảm bảo tranh nhau mua. Áo này em mặc lên đảm bảo tranh nhau mua, em để là một cái mặc rồi. Cái áo này em để là một cái mặc rồi. Đây cực kỳ xinh luôn, 59k, xinh cực kỳ luôn, đó là áo váy nhá. Đó là áo váy nhá. Đó là áo váy nhá. Đó là áo váy nhá, cực kỳ xinh luôn, xinh cực. Không mua nhanh chả còn, 59k nhá. 59k xanh, cái này em để là một cái mặc rồi, cực kỳ đẹp luôn. 59k xanh. 59k xanh yêu là yêu luôn. Này. Yêu lắm ấy. 59k xanh nha. A lề xanh 59k xanh. Chả phải nói nhiều cái chất này luôn đó. Em mà để này mặc thì chả bao giờ em lại để lại cái dáng xấu luôn, em nói thật luôn. Em mà để này mặc chả bao giờ em để dáng xấu luôn. Cực kỳ đẹp luôn. 59k nhá. 59k xanh nhá, cực kỳ đẹp luôn. Chất này. Cực kỳ đẹp luôn. 59k xanh. Một em váy nhá. Một em váy nhá. Ôi đẹp thế, tay đẹp thế. Một em váy nhá. Một em váy nhá. Một em váy 69k. Này. Em phải giơ tay cho mọi người mới nhìn rõ được. 69k nhá. 69k váy nhá. Bao nhiêu cân cũng mặc vừa. Bao nhiêu cân cũng mặc vừa, 69k. 69k váy nhá. Bao nhiêu cân cũng mặc vừa. Em đang sale rẻ, em sale nốt cho mọi người. Mát thế, chất thích thế. 69k váy nhá. Nguyễn Diệu Linh xem quần bò ngố. Quần bò ngố tôi chị không biết ở chỗ nào nữa cơ. Linh ơi, Diệu Linh ơi, chị chưa biết ở chỗ nào nữa cơ. Tại vì hàng của chị đang lộn xộn ý, chị phải sắp xếp lại thì chị mới biết được cơ. 69k nhá, ai lấy váy cảm ơn váy cho em nhá. Ai lấy váy cảm ơn váy 69 nhá. Em like nhanh nhanh một chút nhá. À bộ này nhá. Bộ nhá. Bộ hôm qua bà 65 đúng không? Hôm nay em sale rẻ luôn. Hôm nay em sale rẻ nhá. Em sale rẻ luôn 55k. 55k cho nhanh. 55k nhá. Ai lấy cảm ơn cho em 55k nhá. Còn đen, còn màu đen với màu ghi ạ. 55k nhá. Ai lấy ghi cảm ơn ghi, ai lấy đen cảm ơn đen 55k nhá. Còn đúng 2 bộ. Ơ còn đúng mấy? Em còn đúng tầm 5-6 bộ em siêu rẻ luôn. À không thở được. Đây nhá. Ai này đen comment đen, ai này ghi comment ghi 55k. Quá rẻ luôn. Rẻ luôn, rẻ luôn. Xinh cho mọi người ơi. 49k nhá. Xinh cho mọi người len này. 49k nhá. 49k nhá. Này, em chả biết ra chất gì nữa nhưng mà cực kỳ đẹp luôn. Chất dày kinh khủng khiếp luôn. 49k nhá. Này. 49k nha mọi người ơi, quá rẻ luôn. 49k nhá. Ai lấy comment cho em nhá. Ai lấy comment cho em 01 đi, 01 đi. 01 49k nhá. 01 49k nhá. 0149k nha mọi người ơi. Ai đang xem chấm bài cho em nhé. Ai đang xem chấm cho em nhé. Để em biết mọi người đang xem nhé. Khoác nha. Một em khoác nha mọi người. Một em khoác nha. Khoác nhá, 59k. 59k nhá. 59k khoác len dày nhá. Len cực kỳ dày luôn, 59k nhá. Ai lấy len comment len 59k cho em. 59k nhá. Khoác 59k xinh ơi là xinh. À đây. Cái này phải mặc phải dịch về xong một tí. 59k nhá. À có hoodie nha, em like hàng đắt nhá. Em like hàng đắt nhá. Hôm nay em về được ít áo hoodie, xinh cực kỳ. Áo này nữa này,
cực kỳ đẹp. Đó, có ai thích không? Ai thích thì em like nhá, không em lại tiếp tục like lên. Ai thích thì em like nhá, không em lại tiếp tục like lên. Chất mịn kinh khủng khiếp luôn á. Này, xinh chưa? Chết mất thôi. Đây nhá, hoodie đây nhá mọi người ơi, hoodie nhá. Ai yêu hoodie thì lấy hoodie nhá. 89k nhá, hoodie 89k nhá. Hồng phấn á. Hình như không có hồng phấn đâu, chỉ có màu này này em này. Chỉ có màu này này. Màu này xinh này. Màu này mặc lên dáng ưa nhìn cực kỳ luôn. Cái màu này này, ai chẳng trắng mà mặc cái màu này xinh này. Đây cái màu tím này này. Đây nhá, hoodie chỉ có màu này với màu này thôi. À hoodie có màu trắng nữa nhá. Hoodie trắng nhá, hoodie trắng cũng xinh. Ôi nóng quá. Thật sự là mặc cái này xong nóng luôn ý. Cái chất nó quá dày luôn á. Cái chất nó quá dày luôn á. Ai lấy hoodie màu nào comment cho em nhé. Ôi nóng quá. 89k thực sự là mọi người, em nghĩ chả đi đâu mua được mấy cái áo này 89k với cái chất như thế này luôn, em nói thật luôn. Em bán quá rẻ luôn rồi đấy. Nhập về bao nhiêu lãi chắc chỉ được 1-2 nghìn à. Không nổi được không á. Hút đi nhé. À đây. Áo di lê, hôm trước ai cứ hỏi di lê em nhỉ? Hôm trước ai cứ hỏi di lê nhỉ? Áo di lê này, em có ảnh ở đây nhá. Áo này em có ảnh rồi nhá. Áo di lê nhá. Xinh ơi là xinh, có hai màu đen trắng. Cái này mọi người mặc phải áo thêm áo bên trong nhá. Cái này mọi người mặc thêm áo bên trong nhá. Mọi người mặc thêm áo bên trong nhá. Chất dày kinh khủng khiếp luôn, không hiểu là cái chất gì mà nó dày thế đây này. Đẹp kinh khủng luôn. Đó. Cái này em có ảnh rồi nhá, 99k. Sắt yếm à. Chị lười sang lấy quá, hàng nó chen đấn này. Chị lười sang lấy quá. Vào muộn quá à. Em nay gần hết đồ rồi. Áo tay phồng có nhá. Mọi người ơi, áo tay phồng có nhá. Áo tay phồng em có nhiều luôn ý. Đang mặc cái áo bên trong nó không hợp lắm này. Em đang mặc cái áo bên trong nó không hợp lắm. Cái yếm ngoài 99k nhá. Yếm ngoài 99k nhá. Mặc cái áo bên trong không hợp lắm. Yếm đây nha mọi người, 99k nha. Mọi người mặc bên trong cái áo màu trắng ấy, nhưng mà trắng hoặc kẻ dài tay ấy, đẹp. À, cái yếm mới đăng à? Yếm mới đăng ở đâu nhỉ? Em cũng chưa tìm thấy cơ, chưa tìm thấy hàng cơ. Nó về nhiều quá em còn chưa tìm thấy hàng cơ. Nó về nhiều quá em còn chưa tìm thấy hàng cơ. Cái yếm mới đăng, mai em mấy nha, mai em like nhá. Tại vì nó về nhiều hàng quá, em còn chưa kịp làm hàng cơ ấy. Còn chưa kịp gỡ hết ra đây này. Mai anh em mọi người ơi. Áo tay, áo đây nhá. Áo đây nhá.
39k nhá. 39k nhá, một em nỉ nhá, cái này nỉ nhá, cái này nỉ nhá. 39k lỉ nhá. 39k nỉ nhá. Ai lấy comment cho em 39k nỉ nhá. Ai lấy nỉ comment 39k nỉ cho em nhá. Áo khổ này. Anh có bằng nét không? Bằng nét không? Anh đừng xem nữa, mạng nó kém anh còn xem thì bây giờ làm sao em vào xem được không anh? Mạng nó kém anh được. Bao nhiêu người dùng mạng thì sao mạng nó chả kém mà không liên quan. Chào Thọ Phương nhé. Áo hổ nhé, ai thích áo hổ không? Áo hổ 69k len dày nhé. Áo hổ 69k len dày nhé. Áo khoác len có ạ. Áo khoác len có nhé. Đây có ai thích áo hổ không? Một em hổ cực kỳ xinh luôn này. Một em hổ cực kỳ xinh luôn nhé. Có ai thích hổ không mọi người ơi? Ai hổ comment hổ nhá. Hổ. Ai lấy hổ comment hổ nhá. Ok hổ mơ nhá. Hổ đẹp này. Ok, hổ của Nguyễn Mơ nhé. Nguyễn Mơ. Đấy, đừng có nghe thì đâu mà. Các bạn mới có mà chạy à? Tôi cả bấm anh ra. Nhìn cho em đi. 69 73kg nha em, có size rộng chị nhá. 73kg nha em, có size rộng nhá. Mọi người chờ em xíu nhé, em cắt cái áo này ra mặc cho mọi người nhé. Là vừng cái dây. Là vừng cái dây. Nó để kiểu này để cho mình gấp hàng ấy, nó đẹp hơn ý mọi người. Nó gấp hàng nó có lép bên đây nhá, tay bông nhá. Khoác ngoài nhá. Khoác ngoài nhá, đây xinh chưa? Xinh chưa, xinh chưa. Khoác ngoài nhá, 59k nhá. Khoác ngoài 49 đi. Khoác ngoài 49 nhá. Khoác ngoài 49 nhá. Ai lấy khoác comment khoác 49 cho em. Ai lấy khoác comment khoác 49 cho em, cực kỳ dày luôn. Ai lấy khoác comment khoác 49 nhá mọi người ơi. Đây là len này. Len bông nhá, len bông nhá. Đây này. Len bông nha mọi người ơi, khoác 49 nhá. Khoác 49 nhá mọi người. Một em kim sa nhá. Này ai hỏi kim sa nhỉ? Đây kim sa nhà em có nhá. Kim sa nhà em có nhá. Đẹp chưa mọi người ơi? Kim sa đẹp chưa mọi người ơi? Mọi người không thích nhá, mọi người không thích thì mọi người cắt cái nớp bên trong đi nhá. Cái này em mặc ngược rồi. Đó. Cái này không thích thì mọi người cắt cái lớp bên trong này đi nhá. Mặc đơn giản thế này thôi cho xinh. Đây, kim sa nhá, cực kỳ đẹp luôn. Này. Kim sa mà không bị ngứa, không bị đậm luôn. Không bị ngứa, không bị đậm luôn. Cái này đẹp thế. Cái áo này đẹp thôi. Kim sa 49k nhá, kim sa 49k. Kim sa 49k nhá. Thực sự em rất là đau khi mặc mấy cái này vào, tại vì nó vướng cái mũi của em không muốn động một cái mũi. Kim sa 49k nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn. Đây là mọi người thông cảm cái nào cao cổ em sẽ không mặc đây. Kim sa tay đây. 49k nhá.
còn ai đang xem thì chấm bài cho em đấy ạ. Ok Kim Sa nhá. À Quan Hồ hết rồi, chị Phạm Thị ạ. Kim Sa của Vân Nghi nhá. Vân Nhi đã được tặng đấy. Gì? Tím nhá. Tím 49 nhá. Tím 49k nhá. Tím 49k nhá. Xinh lắm. Tím 49k nhá. Tím 49k nhá. Khoác ngoài 39 nhá. Khoác ngoài 39 nhá. Khoác ngoài 39 nhá. Mấy cái khoác này hơi rườm rà một chút này. Hơi khó, người mặc này hơi kén đấy. Khoác ngoài 39 nhá. Khoác ngoài 39 nhá mọi người ơi. Ai lấy khoác ngoài các mình khoác ngoài 39 nhá. Khoác ngoài 39 nhá. Cái này nhà em tầm 55 kg đồ về mặc vừa chị nhá. Tất cả dáng em nay là tầm 55 kg đồ về mặc vừa nhá em. Tại vì nó rất là rộng chị nhá. 55 kg đồ về mặc vừa nhá. Có cái mà nó rộng có lên cả 60 kg vẫn mặc vừa cơ. Có cái rộng lên 60 kg vẫn mặc vừa cơ. Đây nhá. Như mấy cái này là 60 kg vẫn mặc thoải mái luôn. Mọi người mặc mấy cái dáng này phải đóng thùng một trước mới đẹp này. Đóng trước thùng một vạt mới đẹp. 45 nhá. 45k nhá. 45k nhá. 60 cân đổ về mặc vừa nhá. 45k, 65 cân đổ về mặc vừa. 45k. Mọi người không tranh thủ mua đi chắc chả còn đâu. Em còn ít nên này lắm á. Em xả rẻ cho mọi người thôi á. Này xinh quá, chắc chả cần mặc thử đâu nhỉ. Cái này xinh thế này cơ mà. Len đẹp lắm mọi người ạ. Này 45k nhá, ai lấy kẻ các mình kẻ 45k nhá. Kẻ các mình kẻ 45k nhá. Trần Bè này gì ạ? À? Trần Bè này áo nào nhỉ? Trần Bè này áo nào ạ? À? Trần Bè này áo kẻ cái nào áo kẻ. Trần Bè này áo kẻ xanh cái nào áo kẻ này à? 45k. Kẻ nhá. Trần Bé không thấy nói gì à? Trần không lấy gì của Phạm, của Hà Phạm nhá. Hà Phạm nhá. Kẻ của Hà Phạm 45 nhá. Hà Phạm cho em xin số điện thoại ạ. Hà Phạm cho em xin số điện thoại nhá. Hà Phạm không. Áo xanh đúng không Trần Bé ơi? Trần Bé này áo xanh đúng không ạ? Đúng thì ok nhá, đúng thì ok nhá. Hà Phạm cho em xin số điện thoại nhá. Hà Phạm không có số điện thoại em sẽ nhường cho chị Phạm Thị ạ. Hà Phạm không có số điện thoại em sẽ nhường cho chị Phạm Thị nhá. Ok Hà Phạm nhá. Chị Hà Phạm cố chốt cho em thêm 1-2 sản phẩm nữa nhá. Mai đủ đơn để em gửi nhá. Mai đủ đơn để em gửi nhá. Có ai chưa đủ đơn thì nhờ nhắn tin inbox lưu cho em nhá. Không nhắn tin inbox lưu là em xả đơn ạ. Ok nhá, ok Trần Bé nhá. 45k Trần Bé. Một em khoác ngoài nhá. Một em khoác ngoài nhá. Đây, xinh chưa? Ôi, cái này đẹp này. Cái này mà ai mặc tin tin một chút mặc cũng xinh này. Cực kỳ đẹp luôn. Chất đẹp lắm mọi người ạ.
cho đẹp lắm mọi người ơi. 59k nhá. 59k khoác ngoài nhá. 59k khoác chữ A nhá. 59k khoác chữ A nhá. Ai lấy comment cho em 59k khoác chữ A nhá. Ai lấy comment cho em 59k khoác chữ A nhá. Cái này đẹp lắm mọi người ạ. Thật sự là cái đấy rất là đẹp luôn ấy. Cực kỳ dễ mặc luôn ấy. Cái này cực kỳ dễ mặc luôn ấy. 59k khoác chữ A nhá. Ai lấy comment cho em 59k khoác chữ A. 59k quá rẻ, quá bèo bọt luôn, em nói thật luôn. Ồ, cái này xinh thế. Cần em mặc thì em sẽ mặc nhá. Có ai cần em mặc thì em sẽ mặc nhá. Cái này nó may cúc thừa nhiều quá này. Em có nhá, có chun crop top nhá. Nhà em chun crop top nhà em có nhá, nhiều nàng khác luôn chị ạ, nhiều nàng khác luôn. Len dày kinh khủng khiếp luôn. Đây. Đây. Nếu mà cần mặc thì em sẽ mặc nhá, cần mặc thì em sẽ mặc nhá. 49k nhá, 49k đi. Em cứ lộn 45 49 thôi. Cần thì em sẽ mặc nhá. Xinh này, cái dáng này xinh mà len dày lắm mọi người ạ. Khiếp dày chịch chịch luôn. Sợ quá. 49k nhá. Ai lấy từ 10 con trở lên em sẽ để giá xỉ nhá. Riêng cái dáng này lấy từ 10 con trở lên em sẽ để giá xỉ nhá. Bạn kém rồi kia ơi, đừng có dùng điện thoại nữa. Ok, 49k của Đinh Đan nhá. À, 49k của Đinh Đan ạ. Ai lấy xỉ inbox cho em nhá. Xỉ em xỉ cực kỳ rẻ luôn, em nói thật, xỉ cực kỳ rẻ luôn. Xỉ nhà em thì mọi người cứ yên tâm luôn, cực kỳ rẻ luôn. Đây. Cái em giày chưa, mọi người nhìn thấy giày chưa? Này. Đây là hàng hiệu nhá. Đây là hàng hiệu luôn mà giày kinh khủng khiếp thế này. Ôi em cầm mà em đau hết cả tay luôn. Khiếp, một cái len mà nó giày kinh khủng như thế này. Sợ quá. Giày thế. Xinh thế. Đây nhá, cái này có túi nhá. Ôi, đẹp thế. 69k nhá. 69k nhá, ai lấy comment cho em 69k nhá. Đẹp thế. Dày lắm mọi người ơi, cái này em bao chất luôn nè. Dày kinh khủng khiếp luôn. Dày kinh khủng khiếp luôn, 69k nhá. 69k nhá. 69k nhá. 69k nhá mọi người ơi. Ok Đinh Đan, dày đẹp cực kỳ luôn đây. Phí chưa? Phí chưa? Không ai lấy cái này, phí quá. Quả Đinh Đan nhá. Đẹp lắm Đinh Đan ạ. Cái này gửi chỉ có chết tiền ship thôi, em nói thật. Nặng lắm ấy mà đẹp lắm ấy, chất đẹp lắm ấy, 69k. Mọi người lấy cố 10 cái sản phẩm nhá, em sẽ để giá xỉ cho nhá. Cố lấy 10 sản phẩm để giá xỉ cho. Còn mấy cái áo kia đẹp quá, chờ em phút hôm nay cho. Còn mấy mẫu đẹp quá mọi người ạ. Đúng là phải mặc lên người cơ mới biết được là đẹp như thế nào. Cái gì? Chờ em lấy cho. Lấy hết à? Lấy hết thì em để rẻ luôn cho luôn. Lấy hết thì em để rẻ hẳn cho luôn cơ. Mà chất này đẹp lắm ấy. Em đã mặc như thế này thì mọi người biết rồi đấy. Em đã mặc như thế này thì mọi người biết rồi đấy. Đây nhá. 59k nhá.
comment cho em 59k nhá. 59k khoác nhá. Ai lấy màu này là màu gì nhỉ? Thôi xám đi. Xám 59k nhá. Xám 59k nhá. Ai lấy xám comment 59k. Nóng quá. Mặc cái này mà nóng phát rồi người. Bốn năm k nhá, nhìn sang lắm này, màu này nhìn sang cực kỳ luôn đó. 45k nhá, ai lấy comment cho em 45k khoác nhá. 45k khoác vàng nhá, bạc đi, màu này màu bạc này. Ai lấy comment cho em 45k khoác bạc nhá. 45k thì quá rẻ một cho một em này, chất đẹp như thế này. Bốn năm k có bích châm, ok bích châm nhé. Cái lô này đẹp lắm này, em đang sale ấy đấy, em đang sale rẻ luôn đấy. Quần bò hôm nay mẹ lười like lắm mọi người ạ. Quần bò mẹ lười like lắm. Đây nhá. 49k khoác ngoài nhá. 49k khoác ngoài nhá. Có túi nhá, có túi nhá. 49k khoác ngoài nhá. Sang chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Mặc cái này nhìn sang chảnh cực kỳ luôn. Đi đâu mà mua được cái áo này 49k không mọi người? 49k nhá. Xinh ơi là xinh, 49k nhá. Ai lấy comment cho em 49k. Ai lấy comment cho em 49k nhá. À hiện tại thì em muốn nói luôn nhá, có ai ở Hà Nội nhá, có ai ở Hà Nội và muốn giới thiệu ai làm ấy thì inbox cho em nhá. Lương 30 đến 40 nghìn một tiếng nhá. Lương 30 đến 40 nghìn một tiếng nhá. Ai mà có nhu cầu làm nhá. Ai mà có nhu cầu làm bán like này, bán like hoặc là làm hàng ấy, em sẽ tuyển nhá, 40 nghìn một tiếng, 3 đến 40 nghìn một tiếng. Tùy ạ, tùy nhá. Nếu mà làm tốt thì, nếu mà livestream tốt thì 3 đến 40.000 một tiếng là chuyện bình thường, có khi 50.000 ok hết. Đó, nhưng mà phải ở Hà Nội nhá, ở Hà Nội nhá. Ai có nhá, ai có bạn bè thì giới thiệu cho em nhá. Em còn chưa có thời gian đăng bài cơ. 49k nhá, 49k nhá, khoác ngoài 49k nhá. Khoác ngoài 49k nhá. Ôi cái chất này đẹp đấy. Anh ơi, ngồi cắt này cho em. Chân bé 73 cân à? 73 cân thì hiện tại em, chị ơi em phải lọc cơ. Thực sự nhà em có nhưng mà em phải lọc cơ, em phải lựa cơ chứ bây giờ ngồi tìm lâu lắm chị ơi. Tại vì có mình em ấy, có mình em ấy. Cái gì? Mình cắt ở giữa ra, cắt vừa chỉnh giữa. Cắt hết à? Đây nhá, áo này nhá, xinh ơi là xinh. 45k nhá, 45k nhá. Ai lấy comment áo 45 này, ai lấy comment áo 45 này. Bao chất hoàn toàn luôn, 45k nhá. Ai lấy comment cho em 45k. Mọi người đi đâu mà mua được mấy cái áo này 45k không? Mơ Nguyễn 45k, ok cái này có 2 cái nhá. Cái này có 2 cái, ai lấy comment cho em 45k nhá. Mặc xinh cực kỳ luôn, mặc thích cực kỳ luôn. Ai lấy comment cho em 45k nhá. Xinh ơi là xinh. Này này. Chất dày kinh khủng khiếp luôn. Mọi người nhìn đi. Dày kinh khủng khiếp 45k nhá. Mặc đẹp lắm. Nguyễn Mơ. Này, một em hàng hiệu tiếp tục này. Ôi mặc cái này thì sáng lấp lánh luôn. Em giật cái mask ra nha mọi người ơi, nó chọc của em đau lắm. Cái này hơi hở hang một chút, hơi sexy một chút, chả biết mặc kiểu gì cho nó ấy nữa, để cho nó yêu nó. Này xinh chưa? Cái này nó mặc nổi da lắm này, mặc sáng da lắm. 45k nhá. Ai mà tầm, đây này, cái này tầm 73 cân mặc thoải mái đấy chị ơi. 73 cân mặc đẹp luôn, đó. Sale luôn 45k, xinh chưa?
xinh chưa? Sale luôn 45k quá rẻ luôn. Sale luôn 45k quá rẻ luôn. Cứ áo cho em. Sale luôn 45k nhá. Ai lấy áo vàng comment vàng 45k cho em nhá. Ai lấy vàng comment vàng 45k cho em. Ai lấy vàng comment vàng 45k nhá. Xinh thế này mà không ai lấy à? Ôi, xinh thế này mà không ai lấy à? Em hãy chờ kỷ niệm. Anh em một em áo này nhá, áo khoác này nhá. Áo này sẽ đẹp lắm nè. Áo chất cực kỳ đẹp luôn, nên em phải like luôn. Không là mai khách sỉ đến nhặt hết. Em like thế này, em like thế này mà nãy người ta kêu là để cho em đấy. Nhưng mà thực sự là cái này em muốn mỗi người mua một ít để biết chất nhà em là như thế nào. Cái này có túi nhá, xinh hơn là xinh. Chất thì mềm lắm mọi người, không biết chất gì nhưng mà mềm lắm này. Sale luôn, rẻ luôn, 59k. Có áo đấy nhá, có áo nhá. Mà mai chị like áo kiểu nhá, như Quỳnh nhá. Mai chị like áo kiểu nhá, 59k nhá, xinh hơn là xinh, 59k nhá. Tay đẹp luôn, 59k nhá. Tại vì cái chất này thích này, sờ chất nó mềm, mềm như lụa luôn mà ấm, dày lắm. Xinh hơn là xinh, 59k nhá. Ai lấy khoác comment khoác 59k cho em. Này, đẹp quá. Ai không lấy nhanh thì tiếc. Hôm nay em sale quá rẻ rồi. Ok, 59k của Trần Bé này. Cái chất này đẹp lắm này. Nhận hàng, mọi người nhận hàng thì em nhớ phải feedback cho em nhé. Mọi người nhận hàng thì em nhớ phải feedback cho em nhé. Em quên mất mấy hôm nay chưa có thời gian chụp ảnh của khách nhận hàng nhà em đấy. Nhận hàng nhà em đấy, em quên mất đấy. Ai cũng kêu là chất đẹp lắm, nhưng mỗi tội là ship hơi đắt. Ship hơi đắt vì thực sự ship em không thu, ship bưu cục thu. Chứ em không lấy một đồng nào tiền ship nào của mọi người cả, em nói thật luôn. Đây nha. Đây nha. Chất này đẹp này. Chất đẹp này. 49k nhá, 49k. 49k nhá. Ai lấy comment cho em sàm 49k nhá. Sàm 49k nha mọi người ơi, sàm 49k. Sàm 49k nhá. Chất đẹp lắm mọi người ạ. Này. Sàm 49k. Ok, 49k của Trung Long Việt Trung nhé. Chị Trung Long Việt Trung chút nữa cố chọn cho em thêm 1-2 sản phẩm nhé. Mai em gửi nhé. Cố chọn cho em 1-2 sản phẩm nữa mai em gửi nhé. Nếu mà ai chưa đủ đơn ý, thì nhắn tin lưu đơn nhé. Em sẽ lưu đơn cho mọi người nhé. Em sẽ lưu đơn cho mọi người nha. Này, xanh 49k. Xanh chuối nhé mọi người ơi. Hơi khó mặc một chút nhỉ. Hơi khó mặc một chút nhỉ. Hơi kén người mặc đó. Cái màu này hơi kén người mặc thôi. Sale rẻ luôn 39 nhá. Sale rẻ luôn 39. Em bán hàng cực kỳ dễ luôn. Thực sự là em bán hàng cực kỳ dễ luôn. Em chưa thấy ai bán hàng dễ như em luôn. Thực sự luôn. Cái nào khó mặc em nói là khó mặc luôn. Để cho mọi người biết. Đó, để cho mọi người biết em sale rẻ luôn. Còn những cái nào mặc đẹp em bảo mặc đẹp luôn. Đó. Mà bán hàng không bao giờ bán đắt cho mọi người luôn. Đây nhá. Cái này nó hơi khó mặc thôi. Nhưng mà không phải là nó kén người mặc đâu. Ai mặc thì vẫn được bình thường. 39k xanh nhá. Ai lấy comment cho em 39k xanh nhá. Xinh mà, cái màu này xinh mà. Như em cũng cực, em cũng đen đen đấy, nhưng mà em mặc cái màu này nó không bị tối da. Cái màu lê ông mới là mặc tối da, còn mấy cái màu này yên tâm mà không bao giờ nó tối da. Xinh mà. 39k luôn nhá. Ai lấy xanh comment xanh 39k. Đây. Em này này. Chả nhìn thấy nó bị cận mất rồi, em bị cận rồi. Thật là nhìn mờ rồi đó. Đây nhá, cái này như thế này nhá. Cái này khóa như thế này nhá, sale luôn 39k nhá. À. Sale 39k rẻ quá nhỉ. Thôi lỡ rồi 39k nhá. Ai lấy trắng comment trắng 39k nhá. Ai lấy trắng comment trắng 39k cho em nhá.
chất len dày lắm mọi người ạ. Đây này. Đẹp mà mọi người. Ai biết cách ăn mặc thì cái mặc cái này hơi bị đẹp luôn. Ai biết cách anh mặc ấy, ăn mặc ấy thì mặc cái kiểu này hơi bị đẹp luôn. Nhìn sang cực kỳ luôn. Mọi người đi cái này dáng này mọi người đừng mặc váy, mọi người mặc quần ấy đi đẹp cực kỳ. Đẹp cực kỳ luôn. 39k trắng luôn nhé. Cho rẻ luôn cho nhanh luôn. Xem chấm hộ em với nhá. Ai đang xem chấm hộ em với nhá. Chắc là mấy giờ rồi nhỉ? Anh có điện thoại ở đâu nhỉ? Anh gọi cho em xem nào. Anh gọi cho em xem nào. Chả thấy điện thoại đâu nữa không? Trắng cao cổ nhá. Ai đang xem thì chấm cho em nhá. Thực sự em rất là ngại mặc cái áo cao cổ này vì em đang hơi bị đau mũi, hơi bị nhức mũi. Ở đâu? Đây nhá, trắng nhá. Trắng nhá. Trắng 49k nhá. Cái này mà mọi người đi, mọi người mùa đông ấy. Em có phông trắng nhá. Cái này mùa đông mọi người mà đi bốt lên ấy thì cực kỳ luôn. Ok, Thắm Vũ nhá, chào Thắm Vũ nhá. Cái này mọi người mùa đông mà đi bốt lên đẹp cực kỳ luôn. Này, đẹp cực kỳ mặc kiểu áo giấu quần luôn. 49k nhá. 49k. Sale rẻ luôn, 49k luôn cho nhanh. Mà chất đẹp lắm, chất mịn luôn này. Cái váy này em có đăng ảnh này. Cái váy này em có đăng ảnh này. Váy này có đăng ảnh rồi nha. Và hết màu nâu rồi. Khách lấy hết sạch màu nâu rồi, rồi chỉ có màu đen thôi. Á à, đau quá mọi người ơi. Đây nhá. Cái này hết màu nâu rồi, chỉ còn màu đen thôi. Nó là cái dáng em đăng ảnh đấy. Đó là cái dáng em đăng ảnh đấy. Xinh ơi là xinh. Xinh luôn. Em đang 99k nha, em sale luôn 89k. 89k nhá, em sale luôn 89k tay bồng nhá. Tay bồng nhá, tay bồng nhá, sale luôn 89k. Em có 1m55 thôi nhá. Em có 1m55 thôi nhá. Ai mà 1m58 thì mặc cực kỳ đẹp. Ai mà 1m58 thì mặc cực kỳ đẹp. Ai mà 1m58 thì mặc cực kỳ đẹp. Nóng quá mọi người ơi, tại vì mặc cái chất này nó cực kỳ dày á, mặc nó nóng á. Nóng chịu được á. Cái dáng này rộng lắm mọi người ạ, tầm đây đây. Ai hỏi này, chị nào hỏi 73 cân này. 73 cân mặc thoải mái nhá. Xẻ đằng sau nhá. Xẻ đằng sau nhá, cái này xẻ đằng sau nhá. Còn ai đang xem thì chấm bài cho em mình nhá. Còn ai đang xem thì chấm bài cho em mình nhá, để em like tiếp nhá. Còn nếu mà không ai xem nó thì em lại thoát like nhé. Thực sự là em xem nào, cái này có thể bị rách không? Bị rách mất rồi. Dáng đẹp quá nhưng bị rách tay mất rồi. Đây nhá. Cái này nó bị xả mất một rách một ít bên tay rồi. 39k nhá. 39k nhá. 39k nhá. Ai lấy comment cho em 39k, cái này bị rách rồi. Ai lấy thêm lấy cái khác cho nhá. Ai lấy thêm lấy cái khác nhá. 39k. 39k nhá. Ai lấy comment cho em nhá. Len 2 màu 39k, len 2 màu 39k. À. Xem chấm cho em nhé, ai đang xem chấm cho em nhé. Mọi người, đây này, ui. Một em hàng hiệu cái này, con này hàng hiệu này. Mặc dù nhìn nó, màu nó không ấy lắm. Nhưng mà nó là hàng hiệu đấy mọi người ạ. Mặc chất khác hoàn toàn luôn. Xinh quá. 59k nhá.
59k nhá. 59k 59k. Ôi đẹp quá. À lấy comment cho em con này 59k nhá, vì con này rất là đẹp. Con này cực kỳ đẹp luôn, không nói quá. Ở ngoài đẹp cực kỳ, 59k nhá. À lấy comment cho em 59k, xinh chưa? 59k nhá. Ôi trên này đẹp thế. À lấy comment cho em 59k nhá. Ok, 59k của Trần Bé. Trần Bé lấy được mấy cái đẹp lắm. Cái áo này mới gọi là đẹp nè. Tay này cực xinh luôn. Tay chả biết nó là cái chất gì mà mặc thích lắm ấy. Rộng rộng này. 6-70 cân mặc vừa, để trong túi hơi nhăn. Để trong túi hơi nhăn, mọi người về ủi đi là thẳng. 59k, chả biết tay gì mà xinh cực này. Chả biết tay gì mà xinh cực. Để trong túi hơi nhăn nhá, mọi người về giặt đi nhá. Mọi người về giặt đi là nó phẳng ra. Em chưa có thời gian ủi, em vừa vỏ, em vừa bóc bóng nó xong đấy. Này. 70 cân đổ về mặc vừa nhá. 70 cân đổ về mặc vừa, xinh ơi là xinh, chất đẹp, em bao chất luôn. Em bao chất luôn này, là thẳng nó như thế này này, cực kỳ đẹp. 79k nhá. Ơ dạ em xin lỗi ạ. 59k nhá. 59k. Không ai lấy em để mặc. Vì cái chất này mặc thích mà nó rộng lắm. Mặc đi chơi cũng thoải mái. 59k nhá. 8. Ai lấy 8 comment 8 59k. Em đây có một em này nữa này. Một em khoác ngoài tiếp nha. Một em khoác ngoài tiếp nha. Một em khoác ngoài nha, 59k nhá. Riêng mấy cái em khoác này em bao chất luôn, 59k nhá. Riêng mấy cái em khoác này em bao chất luôn, 59k. 59k, 59k có túi này. Nhưng mà chưa ấy. 59k, 59k, ôi xinh quá. Em bao chất luôn. Riêng mấy cái dáng khoác này em bao chất vì khoác toàn khoác xịn luôn. Toàn đồ nhập thôi. Ôi bị rách, bị sổ chỉ mất rồi. Bị sổ chỉ mất rồi. Bị sổ chỉ mất đây rồi này. 9k nhá, 9k bị sổ chỉ mất đây một tí rồi. Bị sổ chỉ ở đây một tí rồi, 9k vì đẹp quá. 9k nhá. 9k nhá, ai lấy comment cho em 9k. 9k 9k. Ai lấy comment tặng 9k nhá. Ai lấy comment tặng 9k cho em, bị sổ mất một tí chỉ ở đây rồi. Sổ mất một tí chỉ ở đây rồi, không vấn đề gì. Nó không vấn đề gì, mọi người chỉnh được một tí là được. Mọi người lấy kim khâu hai cái, khâu hai cái đường chỉ len của nó vào là được. 9k nhá, tại vì đẹp quá. Tiếc quá, 9k nhá. Ai lấy khoác comment khoác 9k cho em. Chất này đẹp này. Xinh chưa? Xinh chưa? 39k luôn, len nhá. Len nhá, 39k nhá. Đó là len nhá mọi người ơi, 39k. Ba chín k len nhá, xinh cực nem bông. Tại vì cái nem vừa bóc trong túi ra nó bị nhăn ấy mọi người, về mọi người chỉ cần giặt đi phát là thẳng luôn, không cần ủi luôn. Đây, len bông luôn này. Ok nhá, Trung Đông Việt Trung nhá, 39k. Mặc kiểu gì nữa cơ mọi người ơi. Biết áo này mặc kiểu gì ở đây. Ủa, áo nó cầu kỳ quá, không biết mặc kiểu gì. Áo thổ cẩm nhá. Áo thổ cẩm nhá, áo thổ cẩm nhá. Một em áo thổ cẩm nhá, ui xinh quá. Một em áo thổ cẩm nhá. Đây. Một em áo thổ cẩm nhá. 49k. Áo
áo thổ cẩm 49k. Chả biết. À đây. Cái này mọi người phải thắt thêm một cái đai nữa. Cái này mọi người phải thắt thêm một cái đai nữa nhé. Cái này phải thắt thêm một cái đai nữa, cực kỳ đẹp. Nhưng cái đai nó biết rơi đâu mất rồi. 49k nhá. Ai lấy thổ cẩm comment thổ cẩm 49k nhá. Ai lấy thổ cẩm comment thổ cẩm 49k. À đau quá. Cái mấy cái mác nó cứ rắc vào tóc em đau á. Em tưởng cái đâu để có nó lấy được anh. Có 1, 2 cái à. Đây xanh nhá, xanh xanh xanh. Xanh nhá, xanh 49k. Xanh 49k. Xanh này dày này. Xanh này dày lắm mọi người ạ. Xanh này dày lắm. Dày lắm mọi người ạ. Mặc nóng quá không mặc nữa. Đến cái lúc này cũng lúc cuối oải lắm rồi, em rơi nhá. Em rơi nhá, 49k nhá. Ai lấy comment xanh 49k cho em nhá. Ai lấy xanh comment xanh 49k cho em nhá. Máy hết pin rồi. Ai lấy xanh comment xanh 49k nhá. Ok, xanh 49k của Trung, của Việt Trung nhá. Xanh 49k của Việt Trung nhá. Em đọc tắt nhá. Em đọc tắt nhá. Đây này. Một cái em này lúc nãy vẫn còn này. Cứ phải gỡ ra gỡ vào, cô cái này có hai màu nhá. Đấy, còn một con nữa mà chị nào chốt em quên mất xứ nữa rồi. Em lại like lại nhá. Đấy, có hai con thì em cứ tưởng là có một con cơ, hóa ra là có hai con. Đây, mặc được hai mặt nhá. Mặc được hai mặt, đây là mặt bên trong này. Đây là bên ngoài. Mặc được hai kiểu nhá. Ai lấy lâu comment lâu, đẹp lắm. 69k. Đấy, em đang 69 đúng không anh? 9. Cái áo này 69 đúng không? Đây ạ. À đây. 69 nhá, chả nhớ bao nhiêu đâu nhưng mà sale 69 nhá. Áo xanh này 549. Áo xanh 49 đây nhá. Cái này có màu đen rồi nhá. Ai lấy đen comment đen nhá. Đây. Ai lấy nâu comment nâu nhá. 69k. 69k lại chả nhớ sale bao nhiêu, lại sale 79 hay sao ấy. Nhưng bây giờ sale chả nhớ đâu, nhưng bây giờ sale 69 nhá. 69k. Đẹp lắm này mọi người, 69k nhá. Giày kinh khủng khiếp này. Bên mặc được hai kiểu luôn, mặc được hai mặt luôn. 79 nhá. Ơ 69 nhá, em xin lỗi 69. Ai lấy nâu comment nâu 69 nhá. Ok, đinh đan này lấy rồi à? Còn có hai cái, có hai cái, có hai cái nhá. Đây nhá, một em hồng hồng kẻ kẻ nhá. Thôi một em màu hồng kẻ kẻ nhá. Đây nhá. Hồng nhá, hồng nhá. Ai lấy kẻ hồng comment kẻ hồng 39 nhá. Ai lấy kẻ hồng comment kẻ hồng 39. Lại áo này đã bị mất cúc nhá, mất 1-2 cúc này em tặng nhá, tặng 9k nhá. Nhưng mà nó là len đẹp nhá, nó là len bông nhá. Đây này, nó là len hàng bông nhá, tặng 9k nhá. Ai lấy comment tặng 9k cho em nhá. Ai lấy comment tặng 9k cho em nhá. Nó là len bông nhá. Nó là len bông luôn ạ mọi người ạ. Đây này. Nó là len bông nhá, mọi người có nhìn rõ không? Mọi người có nhìn rõ bông không? Mọi người có nhìn rõ bông không ạ? Nó là len bông nhá. Ai lấy comment tặng 9k cho em nhá. Tặng len bông 9k nhá. Tặng len bông 9k nhá, chỉ cần tặng 9k là xong. Tặng cho ai có đơn rồi nhá. Cái này tặng cho ai có đơn rồi nhá. Đẹp lắm. Tiếc thế. Mọi người không thích thì mọi người gỡ hết cái cúc này ra cũng được này, là xong. Không vấn đề gì hết. Chẳng qua là em lười người thêm cúc thôi. Đây nhá, 9k nhá, 9k 9k. 9k nhá, ai lấy hồng comment hồng 9k cổ cao. Xinh ơi là xinh. Tặng len bông 9k nhá, cái len này dày lắm này. Tặng 9k cực kỳ tiếc luôn. Ok, tặng cho heo tiên sinh 9k. Cái đấy đẹp lắm, nó là len bông hàng xịn đấy. Nó là hàng xịn nên nó bị mất hai cúc nên chị mới tặng giá đấy đấy.
xanh 69k. Xanh 69k len đẹp. Này. Xanh 69k. Xanh 69k nhá. Xanh 69k nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Xanh 69k nhá. Ai lấy xanh comment xanh 69k. Ai lấy xanh comment xanh 69k. Ôi mà kém quá. Ai lấy xanh comment xanh 69k nhá. Xanh 69k. Cực kỳ đẹp. À đâu ạ. Ok nhá. Heo tiên sinh lấy cái gì nhỉ? Lấy một cái túi 65k. Lấy một cái túi 65 ạ, hay 60k đó đúng không? Với thêm cái áo đúng không? Ok chốt đi rồi mai chị gửi cho. Lấy gì tí gửi vào tin nhắn cho chị nhá. Xanh nhá, 39k đi, 39k cho nhanh. 39k nhá, 39k nhá. Ai lấy xanh 3 comment xanh 39 nhá. Mấy giờ rồi anh? 10 giờ được ạ. 39k nhá, ai lấy xanh comment xanh 39k cho em. Em like mấy cái nữa nhá, em like mấy cái nữa rồi kết thúc nhá. Chắc mọi người giờ này chắc cũng chuẩn bị đi chơi hoặc là đi chơi về hết rồi hả? Thì ai ở nhà chắc là chuẩn bị đi ngủ rồi á. Mà cuối tuần mọi người đi ngủ sớm làm chi? Cuối tuần mọi người lên em xem em like đi. Săn đồ rẻ đi, tại vì em hôm nay em bán đồ toàn đồ rẻ thôi. 49k nhá, trắng 49k nhá. Ai này trắng góc mình trắng 49k có túi xinh cực. Trắng 49k nhá. Trắng 49k nhá. Trắng 49k. Còn ai xem được không nhỉ? Ai xem thì chấm bài cho em nhá. Ai xem thì chấm cho em mấy phát nhá. Để em biết mọi người đang xem mà em like tiếp đi. Ok, xanh 39k của Việt Trung nhá. Bỏ cùng túi cho em nha anh. 49k khoác ngoài nhá. 49k khoác ngoài nhá. Ai đang xem chấm chấm cho em phát nhá. 49k khoác ngoài nhá. 49k khoác ngoài nhá. 49k khoác ngoài nhá. 49k khoác ngoài nhá các tình yêu ơi. Ô mạng kém thế à? Bảo sao người ta cứ thoát hoài à? Không hiểu qua đây mạng bên em làm sao ấy, nó cứ bị lỗi mạng thôi mà có mình nhà em dùng thôi. Không hiểu sao nữa. Ai lại khoác comment khoác 49k cho em nhá. Khoác 49k nhá. Điên thật đấy, không hiểu vì sao nữa. Cậu không biết được bảo tại sao mà qua nay cái tương tác nó kém. Hóa ra là vì mạng kém, nó mờ nên là mọi người không xem được. Nên là mọi người thoát ra. Ôi cái áo gì mà to như ấy vậy. Cái áo này to đấy. Còn chưa biết mặc kiểu gì nữa. Thôi. Hôm nay em không kịp chốt thì mai em sẽ chốt đơn cho mọi người nhá. Tối nay em không kịp chốt thì mai em chốt đơn cho mọi người nhá. 49k nhá. 49k xanh nhá. 49k xanh nhá. Cái này mặc thêm cái áo sơ mi bên trong cực kỳ xinh này. 49k xanh nhá. Ai lấy comment cho em 49k xanh. 49k xanh nhá. Yêu cực kỳ. Chất len cực kỳ đẹp. Ok nhá. Ok heo tiên sinh nhá. 49k xanh nhá. 49k xanh. Đây, 49k này. Ok, 49k xanh của Thắm Vũ. Váy len à, đây váy len đây nhá. Váy len đây, chất đẹp đây nhá. Cái này chất đẹp đấy. Xinh cực kỳ luôn. Cái này mọi người thích thắt thêm cái đai nữa này.
nhưng mà không cần, như em thì em không cần thắt tay đâu, vì mặc thế này cực kỳ thoải mái mà cực kỳ xinh luôn. 59k, cực kỳ rẻ luôn. Đây, len này cho mọi người nhìn chất luôn, mọi người nhìn chất luôn, cực kỳ đẹp luôn. Mà len tay bồng nhá, len tay bồng nhá, len tay bồng luôn nhá, đó, len tay bồng luôn nhá. Ok Thẩm Vũ nhá, Thẩm Vũ cố gắng chốt cho em thêm tầm 1-2 cái này nhá, 1-2 cái nữa để mai đủ đơn nhá, mai đủ đơn em gửi hàng nhá. Đây mọi người nhìn rõ chất không, đó, 59k quá đẹp luôn, em nói thật luôn. Chả bao giờ mình đi đâu mua được mấy cái dáng như em, 59k luôn, em nói thẳng luôn. Mà chất cực kỳ đẹp ấy, em siêu rẻ lắm luôn á. 59k nhá, ai lấy comment cho em váy 59k. Xinh cực kỳ mà chất này. Chất này mọi người. Này, dày như thế này. Nó không phải là dày hẳn nhưng mà mặc cực kỳ thích luôn, cực kỳ mát luôn, cực kỳ thoải mái á. Váy 59k nhá, ai lấy comment váy 59k cho em. Những ai mà có tầm 1-2 sản phẩm thì cố gắng chốt cho em thêm một cái nữa nhé. Một cái nữa để mai em đủ đơn ý, để sáng mai em làm đơn em gửi cho mọi người nha mọi người ơi. 49k nha, 49k trắng nha. Hàng thịn hàng hiệu này. Đây, 49k trắng, hàng thịn hàng hiệu luôn. 49k trắng nhá. Áo to xíu xíu, áo to xíu không chị. Là sao nhỉ? Nhà chị là dáng áo rộng em ạ, áo rộng áo to có hết nhé. Đây, trắng nhá. Trắng trắng trắng, xinh chưa? 49k nhá, 49k. Ai không thích đóng thùng cũng được, thả ra chả sao vẫn xinh. Đây. Không đóng thùng thả ra vẫn xinh nhá, 49k. 49k nha. Trắng này đẹp nè. Em phải giơ gần cho mọi người nhìn nhá, 49k. Thế thế cho quạt quay về phía này á. Anh nhờ. Anh. Nóng ấy, em nóng, nóng quá rồi nên. Cái gì? Em nóng chịu được á. Ai đang xem chấm cho em nhá. 49k nhá. 49k nhá, 49k nhá. Ai đang xem chấm cho em nhá, 49k nhá. Ai đang xem chấm cho em nhá mọi người, cho mọi người đi ngủ hết rồi à? Em la lốt mẫu này rồi em nghỉ nhá, em la lốt mẫu này rồi em nghỉ nhá. Đây. Một em nâu nhá, một em nâu nhá. Một em nâu 49k nhá, nâu 49k, nâu len dày. Đây, len đây. Len đây, em nâu 49k nhá. Trắng 49k, nâu 49k, ai lấy nâu comment nâu nhá. Nâu 49k, cái nâu này đóng thủng xinh này. Một em nâu 49k nhá. Có áo khoác nhé không là gì thì nhỉ? Áo khoác nhé em còn nhá, nâu 49k nhá. Ai lấy nâu comment nâu 49k cho em. Ô cái áo này mặc một tí mà nóng quá. Ai lấy nâu comment nâu cho em nhé. Khoác đây nha mọi người ơi, khoác 49k đen nhá, khoác 49k đen, khoác 49k đen bao chất. Khoác 49k đen bao chất. Khoác 49k đen nhé. Cái này mọi người về thắt thêm cái đai cũng được. Đây là thắt thêm cái đai ở đây này, cực kỳ xinh luôn. Nhưng mà bình thường mọi người không cần thắt đai cũng vẫn xinh. Để vẻ tự nhiên như thế này, cực kỳ xinh này. Đi thong thả vậy thôi, đẹp cực kỳ. Khoác đen. Khoác nhẹ có chị nhé. Khoác nhẹ thì em có nhé, Phạm Khuyên nhé. Khoác nhẹ thì lúc sớm em like mất rồi, em like hết mất rồi. Thì mai em like nữa nhá. Mai em like lại thì chị nhớ kết bạn với em nhé. Rồi vào xem em like lại nhá. Tại vì em like một lượt rồi ấy, nên là giờ em tìm nó cũng khó ấy. Mai em like nữa chị nhá. Đây, bây giờ em gặp cái áo này là em like thôi, chứ em không thu lựa. Khoác nhé, khoác nhẹ, khoác nhẹ này. 49k thôi, quá rẻ luôn. Hôm nay được ngày em xả rẻ cho mọi người nhá. Mọi người cố gắng nhanh nhanh mua nhá. Đây nhá, khoác nhẹ
đây Phạm Khuyên nhá, khoác nhẹ đây nhá. Khoác nhẹ đây nhá. Đó, xinh chưa? Em mặc thử cho xem nhá. Em lựa lựa được cái mẫu nào? Em lựa lựa được mẫu nào em mặc thử cho chị xem luôn nhá, tại vì khoác nhẹ thì em cũng còn không còn nhiều đâu, chỉ còn tầm 5-6 mẫu thôi. Nó cũng ít, nó không nhiều lắm đây. Em sale rẻ luôn, 49k nhá. Em sale rẻ luôn, khoác 49k luôn. Mà tem mát kinh khủng luôn. Đây này. Nó là hàng chính hãng đấy chị ạ, đây này. Đó là hàng chính hãng bên trong nhá, chứ chẳng bây giờ chẳng cái bọn xưởng nào mà nó dở hơi, thừa hơi mà đi may những cái này. Chỉ có hàng chung nhá, chuẩn chung nhá, hàng chuẩn chung thôi. Đấy, cực kỳ đẹp luôn, 49k nhá. Lấy cảm ơn cho em khoác nhá, khoác 49k kèm số điện thoại nhá. Cực kỳ đẹp luôn em nói thật. Đây này. Không tin này. Tem mát này, hàng chuẩn đấy nhá. Tem mát hàng chuẩn Quảng Trung luôn. Cực kỳ đẹp luôn mà cực kỳ dễ mặc. Áo khoác đen này 49k chị nhé. Áo khoác đen này 49k nhé. Em sale bằng giá luôn 49k. Chị lấy cả hai cái mà mặc cực kỳ rẻ luôn. Hai cái có 100.000 mà chị mặc cả mùa luôn. Đinh Đan lấy khoác nào nhỉ? Nếu mà chị Phạm Khuyên lấy thì em nhường cho hai cái nhé. Em nhường cho hai cái nhé. Không thì em để cho Đinh Đan. Cái này đẹp này. Đó là len bông nhá. Đây này, nó là len bông này. Phạm Khuyên lấy màu nào nhỉ? Phạm Khuyên lấy đen hay là lấy Phạm Khuyên lấy đen hay là lấy xám? Thì comment nhá. Phạm Khuyên lấy đen hay lấy xám á? Ok Đinh Đan nhá. Ồ em xin lỗi, ok Đan Ninh nhá. Ok Đan Ninh nhá, khổ vì là này mắt em nó hơi kém. Ok Phạm Khuyên lấy đen này. Ơ Phạm, đúng rồi, Phạm Khuyên lấy đen anh ơi. Mà này mắt em hơi kém nên là nhìn hơi không rõ. Cái gì? 49 nhá. Đan Ninh lấy 49, Đan Ninh nhá. À, Đan Ninh lấy khoác xám nhá. Chân váy nhá. Chân váy nhá. Chân váy nhá, 75k. Chân váy 75k nhá. Chân váy 75k nhá. Em còn 1-2 cái em xả nốt cho mọi người. Ok chị Phạm Khuyên nhá. Chị Phạm Khuyên lấy màu đen nhá. Chị Phạm Khuyên lấy thêm một cái nữa mai em ship cả nhá. Chị Phạm Khuyên có một cái thì em lại không ship một cái chị ơi. Thì chị cố gắng chốt cho em thêm một cái nữa nhá, để em mai em gửi cho chị luôn nhá. Không thì nếu mà chị không chốt được thì chị nhắn tin lưu đơn cho em nhá. Thì mai em lưu chị nhá. Mai nhân viên bên em chốt đơn thì sẽ lưu cho chị nhá. Nếu mà chị chưa đủ sản phẩm. Đây. 75k chân váy nhá. 75k chân váy nhá. Đây. Nhà em toàn bán mấy cái này 220 thôi, em sale rẻ, còn 1-2 cái em sale rẻ luôn. 75k. Dạ ok chị Phạm Khuyên ạ. Đây nhá, 75k chân váy nâu nhá. Ai lấy cái chân váy nâu comment chân váy nâu nhá. Chọn size thì nhớ inbox size cho em nhá. 75k chân váy nhá. Quá rẻ luôn. Lấy xanh comment xanh cho em nhé. Xanh xinh chưa? Xanh 59k nhé. Ai lấy xanh comment xanh 59k cho em nhé. Xanh 59k xinh hơn là xinh. Xanh 59k nhé. Đẹp quá. Mà chất len cực kỳ đẹp luôn này. Đây, len cực kỳ đẹp luôn. Mặc nhé nhá. Mọi người có thể mặc dáng dấu quần này. Mọi người có thể mặc dáng dấu quần. Không thì mọi người có thể mặc đóng thùng đằng trước cũng xinh. Chứ bình thường em hay mặc đóng thùng đằng trước ý. Tại vì chân em ngắn. Tại vì chân em ngắn ý, em hay mặc đóng thùng đằng trước. Ok Thẩm Vũ nhá. Ok Thẩm Vũ xanh 59k. Ồ đẹp lắm, chất đẹp lắm. Em đang suy nghĩ có để này mặc không đấy. Lần này bán quần áo. Thực sự là bán quần áo nhưng không bao giờ có quần áo để mặc. Lúc nào đi đâu cũng hết quần áo. Chả hiểu nữa. Len cổ ấy nhá. Len cổ lại nhá. Hàng chuẩn nhá, chuẩn nhá. Hàng chuẩn hãng luôn á. Này. Sợ chưa? 79k. 79k nhá. 79k nhá. 79k nhá. 79k nhá. Ai lấy tím các mình tím 79k nhá. Ai muốn em mặc thử thì em mặc thử cho nhá. Nhưng mà nóng quá, cái đen này dày quá. Thì cái đen nào dày dày em ngại mặc lắm à. Ô
Ok Thẩm Vũ nhá. Ok chị Thẩm Vũ nhá. Đây. Ai lấy tím comment tím 79k nhá. Ai lấy tím comment tím 79k. Em bao chất hoàn toàn. Em bao chất hoàn toàn luôn 79k nhá. Miền Nam thì không lấy được cái này mặc đâu vì hơi dày nhá. Em miền Nam nếu mà miền ở trong miền trong ấy mà mặc cái này em sợ hơi dày vì nó hơi nóng đấy. Ok Phạm Quyên nhá. Ok Phạm Quyên 79k. Ok Phạm Quyên 79k nhá. Có ai thích váy nữa không? Có ai thích váy nữa không? Có ai thích váy nữa không? Yeah, đồ rồi. Ok Phạm Khuyên nha. Ok Phạm Khuyên nha. Mai em chốt đơn em gửi luôn cho chị nhá. Mai em chốt đơn em gửi luôn cho chị nhá. Đây nha, váy nhá. Váy 69k nhá, váy bông nhá. Váy bông 69k nhá. Váy bông 69k. Váy bông 69k. Ai lấy váy bông comment váy bông 69k cho em. Len dày quá mọi người ạ. Còn ai muốn xem nữa không? Hay em kết thúc like nhé. Mai em like cho mọi người nhá. Mai em like cho mọi người nhá. Len dáng dài này. Len dáng dài này. Len dáng dài này. Sale luôn. Sale rẻ luôn. Sale rẻ luôn 59k. 59k nhá. Sale rẻ luôn 59k. Nặng chỉnh chỉnh luôn phải giữ. Có cái nào có tím không em? Tím à? Tím có chị nhá. Tím có nhá. Đây. Tím em sale rẻ luôn 49k nhá. Cái tím này mặc xinh này này em. Cái tím này này em vừa mặc đấy. Sale luôn rẻ luôn 49k cho chị đủ đơn. Đây một tím này. Tím 49k. Tím 49k cái tím này xinh này nãy em mặc đấy, cái tím này có nãy em mặc rồi này. 49k nhá, tím 49k. Ai lại tím comment tím 49k cho em nhá, tím 49k. Chất kìa, chất len này. Chất len này. Ai lại tím comment tím 49k nhá. Cái tím này lúc nãy em mặc rồi em xinh. Tím 49k. Đây đỏ đây một em đỏ này. Một em đỏ 49k hàng hiệu. Một em đỏ 49k hàng hiệu. Chị Trung à, chị Việt Trung có lấy tím không ạ? À? Chị Việt Trung có lấy tím không? Chị Việt Trung có lấy tím không? Đỏ nhá, đỏ 49k nhá. Đỏ 49k. Chị Việt Trung lấy tím thì ok cho em lại nhá. Chị Việt Trung lấy tím thì ok lại cho em nhá. Đây hoa nhá. Hoa 49k nhá. Hoa 49k, hoa này xinh này. Ok ok chị Việt Trung. Đây nhá, hoa nhá. Ai lấy hoa 49k nhá. Hoa 49k nhá. Khoác ngoài nhá. Khoác ngoài nhá. Khoác ngoài nhá. Khoác ngoài 59k nhá. Khoác 59k nhá. Khoác 59k nhé. Đây. Khoác 59k nhé. Khoác 59k. Ai lại khoác comment khoác 59k nhé. À thế là cổ tim à. Cổ tim à. Cổ tim thì em không. Cổ tim thì cũng còn nhiều. Nhưng mà em đã em chưa soạn được cơ. Em chưa soạn được cơ. Bốn chín k nhá. Cái này này em mặc thử rồi nhá. Cái này này em mặc thử rồi nhá. 49k. 49k nhá. 49k. À đây này ai hỏi khoác ngoài này.
Em còn nhiều khoác ngoài phết đây này. À, áo bò ấy à. Áo bò thì hiện tại là chị hết hàng rồi nên thì chị chưa về được. Áo bò thì chị hết hàng thì chưa về được. 49k nhá. 49k mà cái này nhìn sang chảnh cực kỳ. Vì nhìn nó nhũ nhũ ấy, nó là kim sa kim tuyến ấy, nhìn sang chảnh cực kỳ luôn. 49k luôn, siêu rẻ luôn, 49k. 49k nhá. Váy chị còn nhiều lắm nhưng mà hiện tại thì chưa like được. Thật sự là váy chị còn nhiều lắm nhưng mà chị chưa like được. Mai nhá, mai chị like nhiều cho nhá. Mai chị like nhiều nhá. Hôm nay tại vì chị đang sale mấy cái hàng này rẻ rẻ ấy. Đấy, để lấy tương tác cho mọi người ấy. Mỗi người mua được một ít hàng rẻ ấy. Đó, nên chị sale rẻ thôi mai nhá. Mai chị like nhá. Mọi người ơi, cho chị một cái khoác đen, một cái khoác vừa xong 59 á. Ok nhá. Khoác xanh này đúng không chị Phạm Khuyên? Chị Phạm Khuyên lấy gì thì cứ inbox cho em nhá. Ví dụ như mà mọi người ấy ơi, mà ai muốn xả một cái áo gì đó thì cứ nhắn tin inbox cho em nhá. Thì cứ nhắn tin vào Facebook inbox cho em nhá. Em cực kỳ rất là thoải mái, mọi người muốn xả cái nào em xả cho nhá. Chứ ví dụ như khi mà em đã gửi hàng rồi thì mọi người đừng xả của em. Chứ còn mà khi mà em chốt đơn thì mọi người xả bao nhiêu cái cũng ok, em ok hết. Nhưng mà đừng nghĩ là cái lúc mà gửi đơn rồi thì đừng xả đơn của em nhá. Thực em cực kỳ dễ tính thôi. Đó, nên là mọi người cố gắng giúp em nhé. Tại vì hiện tại mỗi lần like mặc đi mặc vào nó cực kỳ rất là cực ý. Đó, nên là mọi người cố nhé. Mọi người cố gắng giúp em nhé. Cố Phạm Khuyên nhé. Ok nhé. Mọi người ơi, em kết thúc like nhé. Mai em like cho mọi người nhé. Mọi người nhớ cố gắng kết bạn với em nhé. Kết bạn theo dõi với em nhé. Để em live stream đi. Mỗi lần em live stream ý. Mỗi lần em live stream thì mọi người biết nhé. Chào mọi người nhé. À đây, cuối live em tặng nhé. Tặng son nhé. Có ai thích son không? Em tặng 0 đồng nhé. Tặng 0 đồng nhé. Son, anh ở bên lối thoát. Từ từ lối thoát nha. Em sẽ tặng son nhá. Em tặng son cho một chị nào nhá. Cuối live em xem nào. Cuối live em xem nào. Ai muốn được tặng nào. 59 nhá. Tặng một đây nhá. Son 3C à. Tặng một thỏi son nhá. Tặng một thỏi son cho chị nào nhá. Xem cuối like nhá. Đây. Đỏ, tặng một thỏi son đỏ cam cho chị nào. Em tặng một thỏi son đỏ cam cho chị nào nhá. Đúng rồi, tặng 0 đồng luôn nhá. Xem tặng được chị nào được tặng nào. Em tặng một thỏi son nhá. Có ai không? Có ai muốn nhận không? Có ai muốn nhận quà không? Tặng 0 đồng nhá. Tặng 0 đồng nhá. Ai comment nhanh nhất nhá, bây giờ nhá. Ai comment nhanh nhất em sẽ tặng nhá. Ai comment nhanh nhất nhá. Tặng nhá, đúng cú pháp nhá. Em nhìn thấy ai đầu tiên em sẽ tặng nhá. Tặng đúng cú pháp này. Tặng 0 đồng kèm số điện thoại, chỉ cần tặng 0 đồng kèm số điện thoại thôi. Ai comment đúng cú pháp em tặng nhá. Ai comment đúng cú pháp em tặng một thỏi son cuối cùng nhá. Cuối like này. Tặng 0 đồng kèm số điện thoại, tặng 0 đồng kèm số điện thoại nhá. Đúng cú pháp cả số điện thoại nhá. Tặng 0 đồng kèm số điện thoại. Ai mà comment đúng nhất, ai là comment nhanh nhất, đúng nhất em tặng luôn. Nào. Ai comment đúng nhất nhanh nhất mọi người cứ bình tĩnh comment cho em nhé. Tặng 0 đồng kèm số điện thoại. Tặng 0 đồng kèm số điện thoại. Chưa có ai comment đúng. Ok, tặng Mai Anh nhá. Tặng Mai Anh một thỏi son. Tặng Mai Anh nhá. Mai Anh comment đầu tiên tặng 0 đồng kèm số điện thoại đúng cú pháp. Tặng Mai Anh nhá. Tặng Mai Anh nhá. Em nhìn thấy ai này em tặng luôn à. Tặng cực kỳ nhanh luôn. Đó, Mai Anh comment đầu tiên. Em thấy Mai Anh comment đầu tiên. Em thấy Mai Anh comment đầu tiên. Mai em tặng quà tiếp nha mọi người ơi. Mai em tặng quà tiếp nhá. Mai đầu livestream em lại tặng tiếp. Giữa livestream em lại tặng tiếp. Còn bằng này son cơ. Còn bằng này son cơ. Mỗi ngày tặng mọi người một ít. Hôm trước em đã tặng 50 thỏi rồi. Hôm trước em đã tặng 50 thỏi rồi. Bây giờ đấy nhá. Mai anh nhá. Mai anh nhớ Mai đòi quà nhá. Nhớ inbox cho em nhá. Mọi người ơi, mai em tặng tiếp nhá. Chào mọi người nhá.